chương 41 Mặt trời mọc đông phương Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đông phương bất bại lấy được tả lãnh thiền chiến thư về sau, cũng không nhìn nhiều, ngược lại đem tập trung lực chú ý trên người vương trung. Người chưa nói cho ta biết tại sao biết đến cái kia đông phương bất bại là giả, đông phương bất bại hướng về phía vương trung liếc mắt đưa tình. Đông Phương bất bại cũng không phải muốn câu dẫn Vương Trung, mà là hắn tu luyện quỳ hoa bảo điển về sau, càng ngày càng nữ tính hóa, nhưng hắn dù sao cũng là cái nam nhân, nhưng lại muốn trở thành một nữ nhân, cho nên hành vi cử chỉ cố ý mang tới nữ tính động tác, chẳng qua là cứ như vậy khiến người ta càng không chịu nổi. Ngươi xem những giáo đồ nhật nguyệt thần giáo kia, trưởng lão, đường chủ, lúc này tam quan đều nát đầy đất, một bộ sinh ra không chỗ luyến dáng vẻ. Vương Trung cố nén trong lòng khó chịu, lấy lại bình tĩnh nói. Cái kia hàng giả mặc dù bộ dáng lớn giống đông phương giáo chủ, đáng tiếc võ học căn cơ quá kém cặp chân lúc hành tẩu phù phiếm vô lực bây giờ không giống thiên hạ đệ nhất cao thủ huống chi trong thiên hạ có người nào có thể lấn đến gần ta mười bước phạm vi còn có thể để ta không có cảm giác cũng chỉ có chân chính đông phương bất bại lúc đầu vương trung đã sớm phát hiện phụ cận có người ẩn nút chẳng qua là không biết phương vị cụ thể trong thiên hạ có này võ công người chẳng qua hai ba người đông phương bất bại rất hài lòng vương trung trả lời thật ra thì trong lòng hắn cũng rõ ràng, tìm người giả trang mình sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Lấy trước kia cái hàng giả gặp mặt giáo chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo, quá nhiều nút ở rèm phía sau, do Dương Liên Đình cản trở, coi như đồng bách hùng như vậy Đông Phương bất bại tâm phúc cũng không thể gần người, tự nhiên không dễ bị phát hiện. Hôm nay vương trung một người một kiếm xông thẳng hắc một nhai tổng đàn, tứ đại trưởng lão đều một kiếm thua trận, nếu tùy ý vương trung như thế náo loạn đi xuống, nhật nguyệt thần giáo còn không lộn xộn đông phương bất bại giáo chủ này còn thế nào tiếp tục làm quan trọng nhất chính là đông phương bất bại không thể để cho dương liên đình mạo hiểm cho nên len lén tìm phục tại phụ cận ngược lại để vương trung nhìn thấu đầu mối dương liên đình cũng là không có cách nào chỉ có thể để giả mạo hàng xuất đầu lộ diện đáng tiếc bị vương trung liếc mắt xem thấu bức đông phương bất bại chỉ có thể hiện thân gặp nhau bất nam bất nữ dáng vẻ bại lộ trước người đông phương huynh đệ ngươi thế nào biến thành dáng vẻ này? Đồng Bách Hùng bây giờ không thể nào tiếp thu được Đông Phương bất bại biến thành hiện tại cái này yêu bên trong yêu khí dáng vẻ. Có phải hay không Dương Liên Đình ám toán ngươi tại tất cả giáo chúng nhật nguyệt thần giáo trong suy nghĩ, Đông Phương bất bại là thiên hạ đệ nhất cao thủ, là hùng tâm tráng chí vĩ nam nhi, bây giờ biến thành này tấm bất nam bất nữ dáng vẻ, nhất định là trúng người khác ám toán. Đồng Đại ca, đông phương bất bại nhu nhược nhìn đồng bách hùng một cái lắc đầu nói liên đệ cũng không đối với ta làm cái gì là ta tu luyện quỳ hoa bảo điển không tiếc tự cung luyện võ luyện đang uống thuốc thời gian dần trôi qua mới biến thành như vậy đám người là lần đầu tiên biết được thần giáo truyền giáo thần điển tu luyện yêu cầu vậy mà hà khắc như vậy toàn bộ cả kinh thất sắc ngay cả dương liên đình đều rất khiếp sợ chẳng qua không phải là bởi vì quỳ hoa bảo điển mà là đông phương bất bại vậy mà đem mình bí mật lớn nhất bại lộ trước ngươi bất bại vì sao ngươi dương liên đình còn chưa nói xong liền bị đông phương bất bại đánh gãy liên đệ ta đã biết ngươi muốn nói gì kể từ khúc dương phát hiện ta ngươi quan hệ bắt đầu từ thời khắc đó ta lại ở suy tính giấy từ đầu đến cuối không gói được lửa bí mật của chúng ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị người biết được sao không hôm nay để nó rõ ràng khắp thiên hạ ta muốn cùng ngươi đường đường chính chính cùng một chỗ. Dương Liên Đình sắc mặt biến đổi mấy lần, hắn cũng không thể nói cho Đông Phương bất bại, phía trước sở dĩ không muốn đem quan hệ của bọn họ bại lộ, bởi vì hắn cũng muốn mặt mũi, muốn để tất cả mọi người biết hắn vì thần giáo quyền lợi, không tiếc hy sinh mình hầu hạ một tên gây, còn không để tiếng xấu muôn đời. Đáng tiếc hiện tại người ngoài ở tại, Đông Phương bất bại lại khư khư cố chấp, đã không cách nào quay đầu lại, cũng không thể giết tất cả mọi người đông phương bất bại và dương liên đình quan hệ nói đến buồn cười hai người một chỗ đông phương bất bại đối với dương liên đình muốn gì được đó dương liên đình càng là đại nam nhân một cái đối với đông phương bất bại thậm chí có thể vừa đánh vừa mắng nhưng kỳ thật quan hệ của bọn họ vừa vặn ngược lại đông phương bất bại là chủ dương liên đình mới là ngã đông phương huynh đệ vì sao ngươi muốn tự mình hại mình thân thể luyện công đông bách hùng đau lòng nhức ốc kêu lên coi như ngươi không luyện quỳ hoa bảo điển cũng là đệ nhất thiên hạ. Ngươi biết cái gì, võ công trên quỳ hoa bảo điển tinh diệu tuyệt luân, bất kỳ võ giả đều khó mà ngăn cản dụ dỗ. Đông Phương bất bại nói cho cùng yêu võ công quá nhiều yêu quyền lợi, tại thần công dụ dỗ trước, hắn không chút do dự vung đao tự cung. Đông Phương giáo chủ bất luận thế nào đều là thần giáo ta giáo chủ. Dương Liên Đình không nghĩ Đông Phương bất bại quyền thế suy yếu, vậy sẽ ảnh hưởng cẩm y về kế hoạch đừng quên, trên người các ngươi tam thi não thần đang. Dương Liên Đình cười gằn, để tứ đại trưởng lão toàn thân phát lạnh. Đúng nha, mặc kệ Đông Phương bất bại là cái dạng gì, chỉ có hắn có thể giải tam thi não thần đang độc, vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, Đông Phương bất bại chính là người bị bệnh thần kinh, thần giáo giáo chúng cũng được quỳ. Vương Trung một mực thờ ơ lạnh nhạt, cho đến Đông Phương bất bại ổn định nhật nguyệt thần giáo thế cục về sau, mới lên tiếng nếu Đông Phương giáo chủ đã nhận chiến thư, tại hạ cũng muốn trở về tung sơn phục mệnh. Thần giáo ta há lại ngươi nói tới thì tới, nói đi là đi địa phương. Dương Liên Đình gầm thét một tiếng, sau đó hướng về phía Đông Phương bất bại hơi liếc mắt tra hiệu. Tả lãnh thiên ước chiến ta tiếp, chẳng qua ngươi đã đến thần giáo ta, làm tổn thương ta tử đệ, cũng nên lưu lại ít đồ mới có thể đi. Đông Phương bất bại khuôn mặt tươi cười yên nhiên, tay nắm hoa lan, hẹp dài mắt phượng tà tà nhìn vương trung chớp động nguy hiểm tinh mang vương trung đã sớm biết tới hắc mộc nhai đưa chiến thư sẽ không quá thuận lợi cho nên tả lãnh thiền mới muốn hắn tự mình đi một chuyến mà không phải cái khác thập tam thái bảo chỉ có hắn có nắm chắc toàn thân trở lui đông phương giáo chủ muốn thế nào vương trung kiếm chậm rãi bên trên dời ba tấc tả lãnh thiền muốn khiêu chiến ta không có đơn giản như vậy để ta xem một chút phái tung sơn võ công có hay không tư cách này Đông Phương bất bại một chữ cuối cùng cửa ra, người đã ngang dời ba thước, giống như quỷ mị trôi dạt đến vương trung trước người. Thật nhanh. Đông Phương bất bại tốc độ quả thật vương trung cuộc đời ít thấy, theo bản năng dơ lên kiếm đâm thẳng, không nghĩ tới Đông Phương bất bại hơi xoay người, người đã đi tới vương trung sau lưng, tốc độ vậy mà nhanh hơn ba phần. Vương Trung đem toàn bộ tâm thần chìm vào kiếm pháp bên trong, quanh đi quẩn lại, tại quanh thân vẽ lên cái này đến cái khác vòng tròn, hợp thành một đạo lại một đạo phòng ngự đông phương bất bại thân hình lơ lửng không cố định giống như phân thân đồng dạng tại vương trung xung quanh thoáng hiện khiến người ta khó phân thật giả vương trung kiếm thuật đông phương bất bại tốc độ để một bên thần giáo giáo chúng như si như say bọn họ nơi đó kiến thức qua võ công như thế chỉ có dương liên định mặt mũi tràn đầy lo lắng đông phương bất bại võ công dương liên định đã sớm biết được cái kia siêu tuyệt tốc độ đối địch ít có hai chiêu nhưng hôm nay đối phó vương trung vậy mà lâu như vậy còn không thể bắt lại, cái kia phái tung sơn trưởng môn tả lãnh thiền võ công lại cao tới trình độ nào dương liên đình không khỏi là 15 tháng 8, hoa sơn đánh một trận tràn đầy lo lắng. Thật ra thì dương liên đình là lo lắng vô ích, bởi vì lúc này vương trung nhìn như cùng đông phương bất bại đánh sinh động, thật ra thì chẳng qua bị động phòng thủ, liền phản kích một chiêu đều không làm được đến, bài trận chẳng qua là vấn đề thời gian kim đại sư thế giới võ hiệp để ý thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, mà quỳ hoa bảo điển càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, Đông phương bất bại tu luyện hơn 10 năm, bằng vào hơn người thiên tư, sớm đã đem bảo điển tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới, một thân quỷ mị tốc độ thần quỷ khó dò, vương trung cũng không có nắm chắc nói thắng. Đông phương bất bại không hổ tiếu ngạo để nhất cao thủ, còn chưa chân chính xuất thủ, chẳng qua thử tính công kích, để vương trung khổ vì chống đỡ. Không tệ, Đông phương bất bại căn bản không có lấy ra bản lĩnh thật sự, hắn chẳng qua là nghĩ nghiệm chứng một chút vương trung võ công, từ đó suy đoán tả lãnh thiền cảnh giới, bằng không gà đất chó sành gì đều khiêu chiến hắn đông phương bất bại, há không bận rộn chết. Tự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhúng mùi máu tanh? Tại áp nghe trọng bộ ở phần mô tả Chương 42 Duy ta bất bại Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Quỳ hoa bảo điển tương truyền chính là tiền triều thái giám chỗ Về phần là triều đại nào đã không thể kiểm tra cứu Trên đó chỗ ghi lại nội dung phân làm ba cái bộ phận Bộ phận thứ nhất là nội công tâm pháp Đệ nhất yếu quyết chính là muốn luyện thần công vung đao tự cung Bộ phận thứ hai là chăm pháp Lấy chăm đời kiếm, dài gần tất chăm uy lực vô song chuyên công nhân thể tử huyệt bộ phận thứ ba là đan pháp luyện đan hợp thuốc trợ giúp người tu luyện hoàn toàn thay đổi thể xác tinh thần quỷ dị tuyệt luân bảo điển ban đầu lưu truyền ở phủ điền thiếu lâm hồng dịp thiền sư trong tay sau đó lại rơi xuống hoa sơn một đôi sư huynh đệ trong tay từ đó làm cho hoa sơn kiếm khí phân gia một người chuyên luyện kiếm pháp một người luyện khí công kiếm tông lấy quỳ hoa bảo điển bên trên lấy châm ngự kiếm chi pháp sáng chế ra không ít tuyệt diệu kiếm nghệ mà khí tông thì sáng chế ra tử hà thần công, cái này tuyệt thế võ học. Sau đó ma giáo thập trưởng lão công lên hoa sơn, cướp đi kiếm khí hai tông trên tay quỳ hoa bảo điển, nguyên kiện. Đến đây quỳ hoa bảo điển trở thành nhật nguyệt thần giáo truyền giáo chi bảo, chỉ có giáo chủ mới có tư cách nhìn qua. Nhưng kỳ thật nhật nguyệt thần giáo trong tay quỳ hoa bảo điển cũng là bản thiếu, đông phương bất bại lấy mình nửa đời trước võ học kiến thức miễn cưỡng bù đắp, quy lực cũng không so với nguyên bản kém hơn bao nhiêu. Quỳ hoa bảo điển, tinh yếu chính là một cái, nhanh, chữ, bất luận nội công mang đến thân pháp, vẫn là chăm pháp tích chứa kiếm thuật, đều là thể hiện một cái chữ nhanh. Quỳ hoa bảo điển, nhanh đến ngọn nguồn có bao nhanh, trên giang hồ có rất ít người biết được, hôm nay vương trung liền lĩnh giáo đến. Vương trung cùng đông phương bất bại giao thủ 146 kiếm, không một kiếm đâm bên trong đông phương bất bại góc áo, đông phương bất bại bằng vào quỷ dị nhanh tuyệt thân pháp liền đùa nghịch vương trung xoay quanh. Đồng thời, vương trung tự chế quanh đi cũng lại cũng là đương thời hạn nhất kiếm thuật toàn lực phòng thủ dưới đông phương bất bại nhất thời cũng bắt không được hắn hai người lễ tới ta hướng tại hắc mộc nhai tổng đường bên trong tới chuyển hướng trở về đánh chính là khó hòa giải để một bên quan chiến ma giáo trưởng lão và dương liên đình thở mạnh cũng không dám một tiếng bọn họ mặt khác khuất phục ở đông phương bất bại quỷ mị thân pháp một phương diện khác cũng sợ hãi thang ở vương trung tinh diệu kiếm thuật nhất là dương liên đình hắn vốn là cẩm y vệ nội ứng, trong lòng không tự chủ được nghĩ đến, nếu đổi lại triều đình đối phó Đông Phương bất bại, hoặc là Vương Trung, lại như thế nào ứng phó? Lấy Đông Phương bất bại thân pháp, trăm vạn trong đại quân tới lui tự nhiên, trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, giống như lấy đồ trong túi. Lấy Vương Trung kiếm thuật, một thanh lớn kiếm thủy dội cho không tiến vào, coi như vạn tiễn kỳ phát. Hắn cũng giống như nhàn nhã tản bộ. Võ công đến hai người bọn họ loại cảnh giới này, quân đội căn bản không thể làm gì, đánh không lại tự nhiên có thể đi, nhưng một khi tìm đúng cơ hội liền sẽ bị đối phương phản phệ. Khó trách triều đình đối với giang hồ thế lực kiên kỵ quá sâu, không ngừng chăm ngòi hai đạo chính tà sống mái với nhau, suy yếu giang hồ thực lực. Nguyên bản đối với đông phương bất bại bề ngoài biến hóa quá lớn, lòng mang dị tâm ma giáo trưởng lão, kiến thức qua đông phương bất bại võ công về sau, bọn họ cũng không dám nữa nổi lên ý đồ khác. Có thể nói, Đông Phương bất bại lực chiến vương trung mục đích đã đạt đến. Không sai, Đông Phương bất bại chiến vương trung cũng không phải muốn vì thần giáo tìm về mặt mũi, chỉ có một cách phô bày thực lực, để những kia bởi vì hắn bất nam bất nữ bộ dáng lộ ra ánh sáng mà lòng mang dị tâm hạng người, cũng không dám nữa làm loạn. Đông Phương bất bại sao sơn chấn hổ mục đích đạt đến về sau, vương trung tác dụng liền không tồn tại nữa, Đông Phương bất bại tốc độ lần nữa tăng vọt ba phần, thân thể đổi lại một đoàn hồng ảnh, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa ở giữa nhiều một cây tú hoa châm. Vương Trung phát hiện trước tiên đông phương bất bại biến hóa, quanh đi quẩn lại kiếm thế biến đổi, hóa thành tiến công là chủ sóng lớn vỗ bờ, từng tầng từng tầng kiếm kình bao trùm bốn phía, cũng không nhìn đông phương bất bại thân ảnh, một kiếm tiếp lấy một kiếm cứ như vậy đổi đi qua. Đông phương bất bại tú hoa châm nơi tay, quỷ dị kiếm ý lóe lên một cái biến mất, lấy châm hóa kiếm, chấm dứt tốc độ nhanh chui vào vương trung trong kiếm thế khe hở, một châm đốt lên vương trung mũi kiếm, cây kim đối với mũi kiếm, vương trung vốn hẳn nên chiếm cứ ưu thế, nhưng sau một khắc chỉ cảm thấy chỗ cổ tay một luồng ngập trời ra sức truyền đến, kiếm trong tay suýt chút nữa không cầm được. vương trung trước tiên phát hiện đông phương bất bại kiếm pháp cảnh giới đã đến đạt, lấy không có kiếm thắng có kiếm chi cảnh, nho nhỏ tú hoa châm uy lực tuyệt không tại thần binh lợi khí phía dưới, đạt đến, lấy nhẹ ngự nặng cảnh giới. thêm nữa hắn nội công kỳ quỷ bá đạo bên trong mang theo ba phần âm tà, ba phần quỷ dị, ba phần kỳ hiểm, thật sự vương trung cuộc đời ít thấy quỷ dị nội lực. Muốn nói nội lực, vương trung đã thông thập nhị chính kinh, trong kỳ kinh bát mạch sáu mạch, chỉ kém nhâm đốc chưa thông, quả thật giang hồ nhất đẳng tinh thuần thâm hậu, càng luyện thành nhất dĩ quán chi thần công, có thể đem công lực hoàn toàn phát huy ra, thậm chí vượt qua cực hạn phát huy, có thể so với tám mạch toàn thông người. Cùng nhầm ngã hành so sánh với đều không kém mảy may, có thể đối đầu đông phương bất bại nội lực về sau, lại dễ dàng sụp đổ, trường kiếm trong tay rốt cuộc không cầm nổi, bị đông phương bất bại một châm đánh bay. Mất đi kiếm, vương trung còn có chưởng, hắn tự chế ba thức kiếm pháp, cũng có thể dùng chưởng pháp sử dụng, trong đó sóng lớn vỗ bờ, trọng tiến công, quanh đi cuộn lại, nặng phòng thủ, còn có một thức sát chiêu chưa hề không dùng qua, không phải hắn không cần, mà là không có người có thể buộc hắn sử dụng, mà giáo trưởng lão không được, giang nam tứ hữu không được, nhậm ngã hành cũng không được. Chẳng qua đối mặt thiên hạ đệ nhất cao thủ, vương trung cũng không còn cách nào lưu thủ, một thức sau cùng sát chiêu thẳng tiến không lùi, vỗ ra. Lúc trước vương trung trải qua phong thanh dương chỉ điểm, lĩnh ngộ mình chỉ mới có kiếm ý thẳng tiến không lùi, yếu nghĩa chính là một chữ đổi, mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu, có bao nhanh, hắn liền một chưởng vỗ đi qua, không phải người chết chính là ta sống. Thẳng tiến không lùi là sát chiêu, cũng là liều mạng chiêu thức, dùng đến ngươi không chết, chính là ta sống, nếu không phải gặp Đông Phương bất bại, Vương Trung cũng không muốn sử dụng. Đông Phương bất bại hình như đã nhận ra Vương Trung muốn liều mạng, chẳng qua hắn sao lại sợ, trong tay châm nhỏ vẽ ra điểm điểm hàng mang, nhanh đến con mắt đều theo không kịp tốc độ của hắn. Vương Trung không nhìn thấy dứt khoát không nhìn, nhắm mắt lại, lấy khí cơ cảm ứng, hướng phía cảm ứng phương vị xuất trưởng, mỗi một trưởng đều thẳng tiến không lùi, mỗi một trưởng đều là 12 thành công lực, mỗi một trưởng đều có thể mở núi phá đá. Người ngoài xem ra, Vương Trung chính là đứng tại chỗ lung tung bổ trưởng, có thể mỗi một trưởng đều uy lực vô cùng lớn, mang theo ngàn cân chi lực, căn bản là không có cách chính diện chống đỡ. Ma giáo trưởng lão, Đồng Bách Hùng tự hỏi nếu gặp Vương Trung một chiêu này, chỉ sợ một trưởng liền bị đập thành thịt nát. Đông Phương bất bại tự nhiên không phải những ma giáo trưởng lão kia có thể so sánh, trong tay châm nhỏ liên tục điểm ra ba lần mỗi một lần đều điểm trúng vương trung trưởng thế nơi quan trọng nhất, mỗi điểm một lần, vương trung trên mặt liền có thêm một phần dữ tợn. Ba lần về sau, vương trung trưởng lực một tiết, cũng không còn cách nào phát ra, nhưng nếu vương trung cứ như vậy bại, vậy cũng quá coi thường hắn, thẳng tiến không lùi. Vương trung kiếm ý, chính là càng áp chế càng mạnh, 12 thành công lực trưởng lực không được, liền đẩy lên 15 thành, làm vương trung phát ra 15 thành công lực đệ nhị trưởng. Đông Phương bất bại lần đầu tiên lui. Đông Phương bất bại vừa lui, Vương Trung liền đi tới, bây giờ hắn xuất trưởng không hối hận, không có đường lui nữa, chỉ có thể chỉ có tiếng không có lùi, có ta vô địch. Có ý tứ. Đông Phương bất bại đánh tới hiện tại rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào Vương Trung, quỳ hoa bảo điển bên trên tinh diệu kiếm thuật nhất nhất phô bày, một tú hoa châm bị hắn điểm, gọi, chọn lấy, gọt đi, đâm, bày trò, vạn thiên châm ảnh bên trong. Vương Trung nguyên bản 15 thành trưởng lực bị giảm đi đến 5 thành đông phương bất bại sử dụng châm pháp đúng là quỳ hoa bảo điển bên trong ghi lại năm thức châm pháp bên trong rỗng ve rỗng ve vừa ra vương trung chưởng lực lại khó duy trì bị giảm đi đến cực hạn chưởng lực phản phệ dưới phun ra một nguồn máu tươi người cũng phi tóc lui về phía sau nhanh chóng đã đi xa quỳ hoa bảo điển danh bất hư truyền đông phương giáo chủ đệ nhất thiên hạ thực chí danh quy đông phương bất bại mắt thấy vương trung rời đi cũng không có truy kích ngược lại thấy trong tay tú hoa châm. Chẳng qua tất hơn tú hoa châm, lúc này đã hóa thành bột bạc, bị vương trung trưởng lực biến thành. 15 tháng 8 quyết chiến, có ý tứ. Đông Phương bất bại ném xuống bột bạc, khóe miệng hơi vểnh lên, không nói ra được phong tình vạn chủng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhúng mùi máu tanh? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 43 Sát nhân danh y Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Vương Trung rời khỏi Hà Bắc Hắc Mộc Nhai về sau, cũng không quay trở về Tung Sơn, mà là đi Hà Nam Phủ Khai Phong. Phủ Khai Phong Nguyên là Bắc Tống Đô Thành, sau đó tỉnh Khang Chi Nạn, Phủ Khai Phong lâu dài rơi vào dị tộc trong tay, Đại Minh Khai Quốc về sau, Chu Nguyên chương nhận mệnh Khai Quốc Đại Tướng từ Đạt Bắc Chinh Đại Nguyên, cuối cùng thu phục mở ra. Bây giờ phủ khai phong chẳng qua là đại minh một cái bình thường phủ thành, cũng không có cái gì đặc biệt nổi danh giang hồ môn phái, chỉ có một cái giết người hiểu rõ y coi như nổi danh. Sát nhân danh y bình nhất chỉ, hắn cho rằng sinh lão bệnh tử tự có lão thiên đạo lý, cho nên y một người, giết một người, giết một người, y một người, chữa trị một người tất nhiên muốn giết một người, đúng là hắn cái này quy củ cổ quái nghe danh giang hồ muốn nói kim lão gia tử thế giới võ hiệp cũng lạ nổi danh thầy thuốc đa số tính tình cổ quái hoặc là quy củ cổ quái tiếu ngạo bên trong bình nhất chỉ như thế ý thiên bên trong hồ thanh ngưu cũng như vậy mặc dù tính tình cổ quái có thể bình nhất chỉ y thuật tuyệt đối giang hồ thứ nhất dù nhiều cổ quái bệnh chứng đến trên tay hắn đều có thể khỏi hẳn hơn nữa còn là để người mắc bệnh hồi phục đến ngã bệnh trước trạng thái vương trung lần này tới mở ra cũng không phải bị đông phương bất bại đã thương tìm bình nhất chỉ xem bệnh, mà là vì tả lãnh thiên. Bình nhất chỉ chỗ ở cũng không khó tìm, vương trung rất nhanh tìm được hắn, đồng thời hy vọng hắn có thể đến khám bệnh tại nhà tung sơn, là tả lãnh thiên chữa bệnh. Đáng tiếc bình nhất chỉ làm người quá cao ngạo, vậy mà không ra xem bệnh, nhất định phải tả lãnh thiên đến mở ra tới. Lúc này tả lãnh thiền đang vì 15 tháng 8 đánh với Đông Phương bất bại một trận mà bế quan, làm sao lại tới mở phong lão phu quy của ngươi biết a à? bình nhất chỉ nghiêng mắt cao ngạo nhìn thoáng qua vương trung nói ngươi chưa y bệnh muốn giết người sao vương trung không hề nghĩ ngợi nói lão phu y một người giết một người già trẻ không gạt không có người có thể phá hư quy cũ bình nhất chỉ cao ngạo nói nếu là y một người giết một người tự nhiên là trước y tốt bệnh nhân ta lại vì ngươi giết người vương trung bình tĩnh trả lời trên đời này không có ta bình nhất chỉ y không được người. Bình nhất chỉ có tư cách kiêu ngạo. Ta xem chưa chắc. Vương Trung nở nụ cười nói. Có bản lãnh ngươi trước đem ta y tốt. Bình nhất chỉ khinh miệt nói. Ngươi chút này vết thương nhỏ còn cần ta xuất thủ, tùy tiện một cái đại phu đều có thể trị. Bình thần y không nên đem lời nói như thế đây, chỉ cần ngại có thể đem ta y tốt, giết người không là vấn đề. Vương Trung đưa tay phải ra, ra hiệu bình nhất chỉ trước tiên đem mạch nhìn một chút bình nhất chỉ nhìn vương trung chắc chắn vẻ mặt tò mò là vương trung bắt mạch rất nhanh cái kia cao ngạo sắc mặt liền trầm xuống cổ quái cổ quái bình nhất chỉ cau mày là vương trung ngươi trong lúc này thương lành kỳ quái lão phu rõ ràng nhìn thấu ngươi bị thương không nặng vì sao có một luồng quỷ dị nội lực tụ tập ở ngươi gan phụ cận vài ngày trước vương trung cùng đông phương bất bại giao thủ một chiêu cuối cùng không địch nổi, mặc dù an toàn rút đi hát một nhai, nhưng vẫn là bị Đông Phương bất bại đã thương. Đông Phương bất bại, quỳ hoa nội lực, xâm nhập kinh mạch của hắn, sau đó bị Vương Trung đẩy vào tạng phủ bên trong. Không phải Vương Trung không muốn đem Đông Phương bất bại nội lực khu trừ bên ngoài cơ thể, mà là hắn không làm được. Quỳ hoa bảo điển, nội lực vô cùng cổ quái, bá đạo bên trong mang theo ba phần âm quỷ, một khi xâm nhập trong kinh mạch, rất khó khu trừ, Vương Trung phí hết sức chín trâu hai hổ, mới đưa cái kia một tia nội lực vây lại ở gan bên trong. Nhân thể gan là quan trọng khí quan, một khi bị nội lực xâm nhập hậu quả nghiêm trọng, bây giờ Vương Trung gan tổn thương, nếu không có nội lực thâm hậu chống đỡ, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Bình nhất chỉ chỉ mũi nhọn vào Vương Trung bệnh tình trầm tư suy nghĩ rất lâu, thế nhưng là khổ vì không cách nào khu trừ đông phương bất bại nội lực, một mực không tìm được biện pháp chữa trị Vương Trung, cứ thế mãi, Vương Trung nhất định chết bởi gan suy kiệt. "Bình thần y, ngươi cũng không cách nào chữa khỏi bệnh của ta, tự nhiên không cần vì ngươi giết người, như vậy xem ra ngươi có thể hay không chữa trị tốt sư huynh của ta cũng hai chuyện, cho nên ngươi vẫn là trước cùng ta trở về phái Tung Sơn chữa trị sư huynh của ta, chữa khỏi ta lại vì ngươi giết người." Vương Trung một chút cũng không có là bản thân nội thương nghiêm trọng ưu tâm, ngược lại dốc hết sức thuyết phục Bình Nhất chỉ đến khám bệnh tại nhà Tung Sơn trên đời này không có ta bình nhất chỉ không cách nào chữa khỏi bệnh. Bình nhất chỉ kích động đứng lên, chỉ về phía vương trung lỗ mũi kêu lên. Ngươi ở ta nơi này ở, ta nhất định phải trị tốt ngươi. Khó mà làm được, sư huynh của ta vẫn chờ bình thần y chữa trị, nhưng ta không thể bị dở dang. Vương Trung lắc đầu cự tuyệt nói. Hừ. Bình nhất chỉ đã sớm nhìn thấu Vương Trung là lấy chính mình bệnh tới kích thích mình đi tung sơn, thế nhưng là bình nhất chỉ cuộc đời ghét nhất mình không cách nào chữa trị bệnh bây giờ gặp vương trung loại kỳ quái này bệnh chứng tự nhiên muốn hảo hảo nghiên cứu ba ngày trong ba ngày ta nếu không có nghĩ tới chữa trị biện pháp của ngươi tự sẽ cho ngươi đi tung sơn vương trung mục đích đạt đến liền đủ hài lòng mặc cho bình nhất chỉ trên người mình thí nghiệm muốn nói vương trung vết thương trên người cũng khá chữa trị chỉ cần hắn đem đông phương bất bại nội lực khu trừ sau đó đúng bệnh hốt thuốc tự nhiên có thể đem bị thương tạng phủ an dưỡng tốt. Thế nhưng là quỳ hoa nội lực thật vô cùng quỷ dị, bình nhất chỉ dùng hơn 10 chủng biện pháp cũng không thể đem trừ bỏ. Gấp đến độ đầu hắn phát đều mất không ít. Ngược lại thân là bệnh nhân vương trung một điểm không vội, mỗi ngày tỉnh tọa minh tưởng, thời gian nhàn hạ đảo lộn một cái bình nhất chỉ y thuật, hoàn toàn liền không giống cái bệnh nhân. Sau ba ngày, bình nhất chỉ một mặt tiêu tụy, mang theo không cam lòng nói. Lão phu không có bản lãnh chữa trị bệnh của ngươi, chẳng qua lão phu biết đến trên đời này có một loại thần công có thể trị ngươi." Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp sau, Vương Trung trấn định nói. "Không tệ, xem ra ngươi đã sớm biết, cho nên mới sẽ trấn định như thế." Bình nhất chỉ nói. "Đó cũng không phải." Vương Trung lắc đầu nói. "Coi như không có Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp, ta cũng có bản lãnh chữa trị chính mình." "Không thể nào?" bình nhất chỉ kích động đứng lên hét lớn trên đời này sẽ không có loại thứ hai biện pháp nếu có bình thần y có thể đến khám bệnh tại nhà tung sơn đồng thời không ràng buộc là sư huynh của ta chữa trị vương trung rốt cuộc nói ra mục đích của mình bình nhất chỉ biến đổi sắc mặt mấy lần trong lòng thiên nhân giao chiến mấy lần cuối cùng vẫn là bù không được y thuật dụ dỗ đáp ứng vương trung yêu cầu rất đơn giản chỉ cần ta đem trong cơ thể dị chủng chân khí toàn bộ đạo vào ruột thừa sau đó lại khai đao đem ruột thừa cắt mất là đủ cái gì là ruột thừa bình nhất chỉ tò mò hỏi vương trung kiên nhẫn là bình nhất chỉ giải thích ruột thừa là cái gì về phần ngoại khoa giải phẫu chính bình nhất chỉ liền sẽ làm trong nguyên tắc hắn liền vì đào cốc lục tiên khai đao điều chỉnh kinh mạch hắn duy nhất không rõ chính là ruột thừa cái này đã thoái hóa khí quan cái này đã dính đến hiện đại y học thật ra thì vương trung còn có chủng biện pháp, chính là đem dị chủng nội lực đạo vào 10 ngón một trong, sau đó đoạn mất thứ nhất chỉ tự cứu, cũng có thể giải quyết vấn đề, chẳng qua từ đây thiếu một ngón tay. Nhưng cũng không cần mở ngực mổ bụng. Bình nhất chỉ nghe xong vương trung biện pháp về sau, vỗ đầu một cái, lúc này mới phát hiện mình bị vương trung lừa, đơn giản như vậy phương pháp vì sao không có sớm một chút nghĩ ra. Vương Trung không phải lệnh hồ sung, hắn có đuổi dị chủng chân khí năng lực, ngoại lực mạnh hơn cũng là vô căn chi thủy, chung quy có biện pháp giải quyết. Trong nguyên tắc lệnh hồ Xuân sở dĩ không cách nào chữa trị, bởi vì hắn nội công hoàn toàn biến mất, tự nhiên không có năng lực xua đuổi trong cơ thể mình dị chủng chân khí. Cũng may bình nhất chỉ cũng không béo nhờ nuốt lời, vẫn là đáp ứng vương trung yêu cầu, tự mình đi đến phái tung sơn một chuyến, chẳng qua trước đó, bình nhất chỉ muốn vì vương trung mở ngực mổ bụng, hoàn thành cái này đại minh triều đệ nhất nổi lên ruột thừa tháo xuống giải phẫu. Đối với tươi mới y thuật, Bình Nhất chỉ chưa hề đều là nghiêm túc, liền xem ở vương trung vì đó chỉ ra ruột thừa chỗ, Bình Nhất chỉ cũng sẽ bên trên tung sơn. Tông môn có đệ tử tấu hài không hạn cuối, vô sĩ vô cực độc cười bung chỉ, cười văn cái nết ra ngoài. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 44 Hàng đọc Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Nửa tháng sau, Vương Trung mang theo Bình Nhất chỉ đi tới phái Tung Sơn, đồng thời gặp mặt tả lãnh thiền, vì đó chữa bệnh. Bình nhất chỉ là tả lãnh thiền bắt mạch đã lâu, một mực chân mày nhíu chặt, cũng không nói tả lãnh thiền bệnh có thể hay không chữa khỏi. Bình đại phu không cần ưu tâm, bởi vì cái gọi là chết sống có số, tả mổ thân thể mình mình biết. Tả lãnh thiền từ đầu đến cuối đều rất lạnh nhạt, thậm chí rộng rãi. Người trong lúc này bị thương so với người người sư đệ kia đều cổ quái, để lão phu suy nghĩ thật kỹ. Bình Nhất chỉ buông lỏng ra tả lãnh thiền cổ tay, ông đầu khổ tư. Sư đệ bị thương, tả lãnh thiền đối với vương trung quan tâm nói. Đã chữa khỏi, không có gì đáng ngại. Vương trung nghiêm túc nói với tả lãnh thiền. Cùng cái kia đông phương bất bại qua hai chiêu, chịu một chút nội thương. Vậy cũng tốt. Tả lãnh thiền yên lòng, sau đó lại hỏi. Đông phương bất bại võ công như thế nào, rất mạnh. Vương Trung nghiêm nghị nói so với trong tưởng tượng của ta mạnh hơn, chỉ sợ so với trưởng môn sư huynh còn phải mạnh hơn một bậc. Tả lãnh thiên hình như sớm có dự liệu, cũng không lộ ra dị dạng gì vẻ mặt. Đông phương bất bại đủ mạnh tốt nhất, như vậy mới có thể giúp vi huynh tìm tòi võ đạo cực hạn. Kể từ nội công đột phá, nhận rõ bản tâm về sau, tả lãnh thiên đối ngoại vật một mực không quan tâm, ngược lại đối với võ công chuyện dị thường nóng lòng, thậm chí đều có chút cử chỉ điên rồ. Sư huynh, Ngươi thật muốn cùng Đông Phương bất bại quyết chiến, Vương Trung suy tính rất nhiều, cuối cùng vẫn hỏi. Tìm kiếm võ đạo cực hạn cũng không nhất định cần khiêu chiến Đông Phương bất bại, tả lãnh thiện lắc đầu nói. Ngươi không rõ, võ công đạt tới mức nhất định về sau, muốn tăng lên một bước muôn vàng khó khăn, chỉ có cùng cao thủ sinh tử tương bác bên trong, mới có thể dòng ngó võ học cảnh giới chí cao. Vì huynh sở dĩ đem địa điểm quyết đấu chọn tại Hoa Sơn, cũng là nghĩ bắt chước nam tống trong năm thiên hạ ngũ tuyệt, hoa sơn luận kiếm. Huống chi vi huynh ngày giờ không nhiều, tự nhiên nghĩ tại có hạn trong thời gian, hoàn thành mình muốn làm nhất chuyện. Một bên bình nhất chỉ lúc này ngẩng đầu lên, đối với tả lãnh thiền nói. Tả trưởng môn, nội thương của ngươi bởi vì trước kia tu luyện nội lực quá âm hàng, tự thương hại ngũ tạng, trong cơ thể tích lũy quá nhiều hàng độc, sau đó nội lực đột phá đã thông hai mạch nhâm đốc, hàng độc tràn vào nhâm đốc, xâm nhập lục phủ ngũ tạng, cốt tủy bắp thịt, đã thần tiên khó khăn cứu. Tả lãnh thiền gật đầu, đồng ý bình nhất chỉ lời nói, lúc trước hắn vì đối phó nhậm ngã hành, hấp tinh đại pháp, độc chế, hàng băng chân khí, thật ra thì đã ngộ nhập kỳ đồ, sau đó đã thông hai mạch nhầm đốc, không biết sống chết, vậy mà dùng hàng băng chân khí, đưa đến hàng độc xâm lấn kinh mạch tạng phủ, bây giờ chỉ còn lại không tới một năm tuổi thọ. Thế gian hết thảy nội công, đi đều là công chính bình hòa con đường, hoặc là thiếu âm, hoặc là thiếu dương, sẽ rất ít có cực đoan nội lực, như chí âm và chí dương. Liền giống cái kia danh xưng chí dương nội công, cửu dương thần công, sau khi đại thành cũng để ý âm dương hòa hợp, nguyên nhân chính là chí âm chí dương nội lực, tự thương hại ngũ tạng, đối với thân thể xâm hại quá lớn, không có đã thương địch thủ, mình có thể luyện chết mình. Lúc trước tu luyện cửu dương thần công, cảm giác xa hòa thượng, cũng bởi vì nội công chưa hết thành, tiêu hao quá nhiều, ngược lại tinh lực hao hết mà chết, chính là bởi vì bình thường tu luyện nội lực, không biết sâu cạn, ngược lại tự thương hại ngũ tạng, không sử dụng nội lực còn tốt, vận dụng càng nhiều chết càng nhanh. Cảm giác xa đồ đệ trương quân bảo, cũng là sau đó võ đang tổ sư trương tam phong liền hấp thụ cảm giác xa dạy dỗ, lấy một phần cửu dương thần công làm căn cơ, tham chiếu đạo gia nội công tinh yếu, sáng chế ra thuần dương vô cực công, nội lực đột xuất một cái thuần chữ không lấy, cửu dương thần công, chí cương chí dương chi lực. Từ xưa đến nay, liền một cái trương vô kỵ cơ duyên xảo hợp, đem chí dương nội lực luyện tới cảnh giới đại thành, từ đó dương cực sinh ra âm, thăng bằng âm dương. Lúc trước tả lãnh thiền sáng chế ra hàng băng chân khí, chỉ vì đối phó nhậm ngã hành, hấp tinh đại pháp, không có quá nhiều suy tính hàng độc trầm tích ngũ tạng vấn đề, chờ hắn phát hiện lúc đã quá muộn, ngũ tạng bị hàng độc ăn mòn quá mức, đã không cách nào phục hồi như cũ chẳng qua coi như như vậy tả lãnh thiền chỉ cần hảo hảo điều dưỡng mấy năm sống bảy tám chục tuổi không thành vấn đề khá tốt có chết hay không vương trung cho hắn tịch tà kiếm phổ và khô vinh thiền công thông qua tìm hiểu hai đại thần công tả lãnh thiền vậy mà lĩnh ngộ nội công cảnh giới đại thành đem hàng băng chân khí đạo vào hai mạch nhâm đốc bên trong nhâm đốc điều tiết ngũ tạng và quanh thân khí huyết hàng băng chân khí bên trong hàng độc vào hai mạch nhâm đốc về sau nhanh chóng xâm nhập tả lãnh thiền huyệt khiếu quanh người hàng độc chở khắp cả quanh thân coi như đại la thần tiên cũng khó cứu tả lãnh thiền sở dĩ không chết cũng là bởi vì hắn nội công thâm hậu cho nên treo một hơi coi như như vậy tối đa cũng chỉ có thời gian một năm bởi vì thời gian có hạn tả lãnh thiền ngược lại càng trân quý đại triệt đại ngộ quên đi tất cả công danh lợi lộc chuyên tâm truy tầm võ học cảnh giới chí cao khiêu chiến đông phương bất bại trong mình cuối cùng nguyện vọng vương trung có cảm giác ở đây không tiếc độc sông hát mộc nhai đưa chiến thư, càng là bức đông phương bất bại động thủ, là tả lãnh thiền tìm một chút vị này thiên hạ đệ nhất cao thủ hư thực. Bình nhất chỉ xem như thế giới tiếu ngạo đệ nhất thánh tay, liền hắn cũng không có biện pháp chữa trị tả lãnh thiền, chỉ có thể bảo vệ hắn tam niên sinh mạng, điều kiện tiên quyết là buông xuống tục vật, sau này không còn động võ. Tả mổ hư sống 50 có 6, luyện võ đã có 48 năm, khó mà buông xuống tả lãnh thiền nghe được bình nhất chỉ duyên thọ phương pháp về sau, quả quyết cự tuyệt. Cùng thoi thóp ba năm, không bằng thống khoái đánh một trận, tranh một chuyến cái kia thiên hạ đệ nhất danh tiếng. Tả lãnh thiền cự tuyệt bình nhất chỉ hảo ý, chuẩn bị trong vòng ba tháng sau đó, đem thể xác tinh thần điều dưỡng đến đỉnh phong cảnh giới, cũng may 15 tháng 8 ngày đó cùng đông phương bất bại đỉnh phong đánh một trận. Bình nhất chỉ có thể làm được, chỉ có mở một chút bổ thân canh tề, đồng thời tại phái tung sơn ở, tùy thời quan sát tả lãnh thiền tình trạng cơ thể sửa đổi phương thuốc vương trung ba tháng này cũng không có nhàn rỗi hắn đem tả lãnh thiền đánh với đông phương bất bại một trận thông báo giang hồ là phái tung sơn tạo thế hoa sơn nhạc bất quần nhận được tả lãnh thiền và đông phương bất bại muốn tại hoa sơn tỷ võ tin tức đã là nửa tháng sau chuyện hắn trực tiếp đem thư phòng của mình đập tả lãnh thiền khinh người quá đáng nhạc bất quần đem trong tay cái chặn giấy hung hăng rơi trên mặt đất cả khuôn mặt đều chợt đỏ bừng đó là bị tức không biết là vô tình hay là cố ý tả lãnh thiền ước chiến hoa sơn bất luận là phái tung sơn hay là nhật nguyệt thần giáo cũng không hướng về phía nhạc bất quần vị này phái hoa sơn trưởng môn chào hỏi hiện tại cũng không phải bắt tống trong năm khi đó trên hoa sơn cũng không có môn phái ngũ tuyệt muốn làm sao tỷ võ liền thế nào tỷ võ bây giờ hoa sơn thế nhưng là có chủ có thể tả lãnh thiền căn bản không có hỏi nhạc bất quần ý kiến trực tiếp đem địa điểm quyết đấu ổn định ở hoa sơn khi phụ người cũng không phải như thế cái khi dễ phát nhạc bất quần trong lòng rất ủy khuất thậm chí biệt khuất bởi vì hắn liền một cái nói rõ lý lẽ địa phương cũng không có hiện tại tả lãnh thiền vẫn là ngũ nhạc liên minh minh chủ có quyền chinh chiêu hoa sơn là tỷ võ chi địa nhật nguyệt thần giáo thì càng khỏi phải nói liền theo tới không nhìn ra nổi lên qua phái hoa sơn dù sao hiện tại phái hoa sơn đã không phải trăm năm trước hoa sơn chỉ có nhạc bất quần một người chống tràng tử rất khó chịu người tôn trọng giang hồ từ trước đến nay đều là nắm đấm lớn chính là chân lý nhạc bất quần vốn cho rằng như vậy thì thôi không nghĩ tới phiền toái còn xa xa không có kết thúc sư phụ không xong dưới núi tới một đám ma nhân nói là muốn chinh gọi ta phái hoa sơn sân nhỏ tháng tám mười ngũ quan nhìn quyết chiến làm Nhạc bất quần đồ để lục đại hữu đột nhiên chạy tới thư phòng, lời nói không mạch lạc kêu lên. Nhạc bất quần lần này thật buồn bực. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhúm mùi máu tanh? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 45 Hoa sơn kiếp nạn Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio nhạc bất quân triệu tập đệ tử phái hoa sơn đi tới dưới chân hoa sơn phát hiện một đoàn tam sơn ngũ nhạc cao thấp không đều hạng người tụ tập cùng một chỗ đang đối với lệnh hồ sung kêu gào lão tử muốn nhìn tả lãnh thiền và đông phương bất bại tỷ võ lão tử muốn lên hoa sơn hoa sơn cũng không phải phái hoa sơn tài sản riêng dựa vào cái gì không cho chúng ta lên núi người của phái hoa sơn lại không biết tốt xấu không nên trách lão tử đại khai sát giới đám người này đến từ ngũ hồ tứ hải, nghe nói 15 tháng 8, tả lãnh thiền cùng đông phương bất bại tại Hoa Sơn đánh một trận, toàn bộ từ bốn phương tám hướng đến, mục đích đúng là vì nhìn cái này khoáng thế đánh một trận. Đám người này đi tới Hoa Sơn địa giới về sau, liền cùng phụ trách tuần sơn lệnh hồ sung nổi xung đột. Nói giỡn, nếu để cho đám người này xông lên núi, đệ tử phái Hoa Sơn làm sao bây giờ, trong phái cũng không phải không có nữ quyến. Dựa theo giang hồ quy củ, Hoa Sơn thuộc về phái Hoa Sơn phạm vi thế lực, không thể phái Hoa Sơn cho phép, không người nào có thể không thông báo liền lên núi. Có thể chuyện trên giang hồ, đa số nhìn thực lực, bây giờ Hoa Sơn cao thủ điêu linh, môn nhân cứ như vậy mấy cái, tự nhiên không bị những này giang hồ hào kiệt nhìn ở trong mắt, họ hét âm ý liền muốn lên núi. Lệnh hồ sung tự nhiên không thể để cho những này yêu ma quỷ quái lên núi, lúc này mới nổi xung đột, hai phe đội ngũ suýt chút nữa đánh nhau cũng may lệnh hồ sung còn có chút lý trí, đưa ra đơn đã độc đấu, chỉ có thắng qua hắn mới cho lên núi. Nhắc tới chút ít, yêu ma quỷ quái, mặc dù nhân số đông đảo, có thể cao thủ bây giờ không nhiều lắm, lệnh hồ sung liên chiến 5 người, quả thực là đánh ra phái hoa sơn uy phong. Đáng tiếc hoa sơn chỉ có một cái lệnh hồ sung, đệ tử khác võ nghệ bây giờ thường thường, làm lệnh hồ sung thể lực chống đỡ hết nổi về sau, mắt thấy phải ép không được những tên côn đồ này. Người nào dám tới ta hoa sơn nháo sự? Lúc mấu chốt, nhạc bất quần vận khởi, tử hà thần công hét to một câu, quy phong trung trời, rốt cuộc đè xuống đám người này khí diễm. Hoa sơn quân tử kiếm danh tiếng vẫn còn có chút tác dụng, lập tức chấn nhiếp không ít đạo chích, nhạc bất quần dẫn đầu đệ tử thật vất vả đuổi đám người này về sau, chưa thở một ngụm. Ngày thứ hai lại tới một nhóm người. Như vậy lặp đi lặp lại ba lần, nhạc bất quần cũng ăn không tiêu, thật sự hoa sơn ít người căn bản ngăn không được những kia muốn quan chiến giang hồ hào khách hắn nhạc bất quần cũng không phải đông phương bất bại không có cái kia thể diện làm nhật nguyệt thần giáo tứ đại trưởng lão cộng thêm hai đại đường chủ đồng bách hùng và thượng quan vân mang theo đại đội nhân mã đi tới hoa sơn nhạc bất quần đau cả đầu còn tưởng rằng ma giáo muốn hủy diệt phái hoa sơn dọa hắn suýt chút nửa đường chạy ma giáo muốn ta phái hoa sơn tất cả mọi người rời khỏi, nhạc bất quần nhìn trước mắt ma giáo sứ giả thượng quan vân, cho là lỗ tai mình nghe lầm. Đông phương giáo chủ ta muốn cùng ngũ nhạc minh chủ tả lãnh thiền đấu kiếm, chắc hẳn nhạc trưởng môn cũng đã biết. Thượng quan vân cao ngạo dơ lên cầm, đối với nhạc bất quần nói. Đông phương giáo chủ người thế nào, coi như đấu với người kiếm, cũng không cho phép người ngoài bạn quan. Thượng quan vân đương nhiên nói người phái Hoa Sơn cũng không ngoại lệ, toàn bộ cút cho ta xuống núi, 15 tháng 8 quyết chiến về sau trở lại nữa. Nhạc bất quần nghe giận sôi lên, suýt chút nữa động thủ rút kiếm đem thượng quan vân chặt, thế nhưng là hắn không dám. Ma giáo tại Hoa Sơn chân núi tụ tập ít nhất hơn ngàn giáo chúng, do tứ đại trưởng lão và đồng bách hùng tiên phong, nhạc bất quần nếu dám nói cái chữ không, chỉ sợ hôm nay phái Hoa Sơn liền không tồn tại nữa. Chỉ là một cái đồng bách hùng, nhạc bất quần cũng không dám nói thắng, tứ đại trưởng lão tùy tiện kéo tới hai cái, nhạc bất quần muốn chạy, bây giờ ma giáo xem như đem đại bộ đội điều đến Hoa Sơn, bằng phái Hoa Sơn mười mấy người này, lấy cái gì ngăn cản. Nhạc bất quần hiện tại là hận chết tả lãnh thiền, người nói người muốn khiêu chiến đông phương bất bại, tại ngươi tung sơn làm. Vì sao chạy tới ta Hoa Sơn tới? Thật ra thì nhạc bất quần cách lầm tả lãnh thiền, bởi vì hắn cũng không ngờ tới chuyện sẽ phát triển đến nước này, Đông Phương Bất Bại sợ dĩ để cho thủ hạ đuổi chạy Hoa Sơn tất cả mọi người, chỉ là bởi vì hắn không nghĩ mình dáng vẻ bây giờ bại lộ ra ngoài. Chẳng lẽ để Đường Đường Thiên Hạ đệ nhất cao thủ cho người nhìn xiết khỉ sau Đông Phương Bất Bại đã sớm nghĩ thoáng hết thảy, cho dù mình bất nam bất nữ dáng vẻ đối mặt người trong thiên hạ cũng không sợ, có thể dương liên đình không được nha. Lại ở Nhạc Bất Quần tình thế khó xử thời điểm ba người vô thanh vô tức tìm nhập phái Hoa Sơn. Nhạc Bất Quần cũng ngươi là trưởng môn phái hoa sơn, bây giờ bị người đánh tới cửa, thở mạnh cũng không dám một tiếng sau người đến là ba trung niên nhân, cầm trường kiếm trong tay, tìm nhập phái hoa sơn cũng không bị người phát hiện, hiển nhiên võ công rất cao. Phong bất bình, thành bất ưu, tùng bất khí. Là các ngươi những này kiếm tông dương nghiệt. Nhạc bất quần vừa nhìn thấy người đến liền nhận ra bọn họ. Ba người đúng là năm đó hoa sơn kiếm tông môn nhân năm đó kiếm tông hai tông ngọc nữ phong chi chiến bại bởi khí tông về sau, một phần người bị khí tông giết, một phần người ẩn cư núi rừng, trong đó phong bất bình võ công cao nhất, được vinh dự hoa sơn kiếm tông kiếm thứ nhất. Nguyên bản ba người bị tả lãnh thiền chiêu mộ, ý đồ trọng đoạt phái hoa sơn đại quyền, có thể sau đó vương trung cầm quyền, coi thường những này phá sản chi khuyển, trực tiếp đuổi ra khỏi tung sơn. Sau đó ba người nghe nói phái hoa sơn gặp phiền toái, cho là có chỗ trống có thể chui, rối rít ẩn núp hoa sơn phụ cận, không nghĩ tới hôm nay phát hiện ma giáo quy mô xâm phạm, nhạc bất quần lại nén giận, xem ra liền tổ tông cơ nghiệp đều nghĩ từ bỏ. Trong ba người tính khí táo bạo nhất thành bất ưu chỗ nào nhìn đi xuống, ba người cũng chỉ có thể chạy ra ngoài. Nhạc bất quần, ngươi cái này hoa sơn trưởng môn giữ không được hoa sơn cơ nghiệp, vẫn là thối vị nhượng chức, để ta phong sư huynh trọng trưởng phái hoa sơn tốt. Tùng bất khí vừa xuất hiện liền chỉ mũi nhọn vào nhạc bất quần nhạc bất quần lúc này thật chính là bó tay toàn tập, một cái nhật nguyệt thần giáo là đủ để tâm hắn phiền, không nghĩ tới kiếm tông dương nghiệt lúc này lại nhảy ra ngoài. Hừ. Năm đó ngọc nữ phong đại chiến, kiếm tông đã thua bắt, còn mặt mũi nào mặt trở lại hoa sơn. Nhạc bất quần thê tử, ninh trung tắc đối với kiếm tông ba người phẫn nộ quát. Năm đó các ngươi khí tông nếu không phải đùa nghịch thủ đoạn âm hiểm, đều đi ta kiếm tông phong sư thúc, có thể nào thủ thắng. Phong bất bình trả lời. Năm đó kiếm khí tranh hùng, bởi vì Phong Thanh Dương thuộc về kiếm tông, khí tông người không khỏi hắn thiên vị kiếm tông, cho nên làm kế đem hắn lừa đến Giang Nam, chờ hết thảy hết thảy đều kết thúc về sau, Phong Thanh Dương quay trở về Hoa Sơn đã là chuyện vô bổ. Khí tông mặc dù thắng, nhưng cũng là thắng thảm, chỉ để lại nhạc bất quần và ninh trung tắc hai người độc chống phái Hoa Sơn, từ đây phái Hoa Sơn hoàn toàn suy sụp, trở thành giang hồ tam lưu môn phái, nếu so với thực lực tổng hợp, Quả thật ngũ nhạc hàng chót. Phong Thanh Dương cũng bởi vì Hoa Sơn nội đấu, đau lòng nhất ốc, từ đây ẩn cư núi rừng, không hỏi thế sự, ngay cả kiếm tông người đều cho là hắn chết. Các ngươi ầm ĩ đủ chưa? Thượng Quan Vân mắt thấy phong bất bình và Ninh Trung Tắc muốn kéo dài Hoa Sơn kiếm khí chi tranh, lập tức không nhịn được nói. Các ngươi phái Hoa Sơn muốn nội đấu lăng xa một điểm, nhường ra Hoa Sơn cho ta Nhật Nguyệt thần giáo. Ta Hoa Sơn cận kề cái chết cũng không khuất phục muốn chúng ta rời khỏi hoa sơn, trừ phi bước qua thi thể của ta. Mà giáo tặc tử, mơ tưởng. Phong bất bình ba người một thanh rút ra trường kiếm, cũng biểu thị phái hoa sơn cùng nhật nguyệt thần giáo không chết không thôi. Nhạc bất quần ở bên đều nghĩ một kiếm đánh chết phong bất bình ba cái. Thành sự không có bại sự có thừa đồ vật. Ngươi nghĩ muốn chết cũng lăn xa một điểm, không cần liên lụy khí tông. Cũng không nghĩ một chút các ngươi bao nhiêu người, thế nào đối phó ma giáo hơn ngàn số giáo chúng, lỡ như đem đông phương bất bại đưa tới làm sao bây giờ tông môn có đệ tử tấu hài không hạn cuối, vô sĩ vô cực độc cười buông chỉ, cười văn cái nết ra ngoài. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 46 Khó khăn 7 ngày Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Sau khi trở mặt với ma giáo, phái hoa sơn liền tiến vào nhất nước sôi lửa bỏng 7 ngày. Ngày thứ nhất, tứ đại trưởng lão mang theo 50 giáo chúng tấn công núi, nhạc bất quần dẫn đầu thủ hạ đệ tử, dựa vào hoa sơn nơi hiểm yếu bảo vệ, miễn cưỡng chặn ma giáo tiến công, nhạc bất quần và ninh trung tắc hai người mỗi người đối mặt ma giáo hai đại trưởng lão, kết quả nhạc bất quần bức lui hai đại trưởng lão, ninh trung tắc bị thương vết thương nhẹ, miễn cưỡng chống đỡ đến nhạc bất quần tới tiếp viện. Ngày thứ hai, ma giáo lần nữa tấn công núi, lấy thượng quan vân cầm đầu, tứ đại trưởng lão phụ trợ, Mười tên ma giáo Tinh Anh vượt qua nơi hiểm yếu Hoa Sơn sạn đạo, suýt chút nữa đánh vào phái Hoa Sơn chính khí đường, nhạc bất quần và ninh trung tắc bị ma giáo trưởng lão và thượng quan vân chặn, mắt thấy mười tên ma giáo Tinh Anh muốn tru diệt đệ tử Hoa Sơn, Hoa Sơn thủ đồ lệnh hồ sung một người độc kiếm đấu ma giáo thập đại Tinh Anh, miễn cưỡng chặn ma giáo tiến công. Trận chiến này lệnh hồ sung ra đại danh, không chỉ có một người lực chiến mười người, còn lấy tinh diệu kiếm pháp là đệ tử phái Hoa Sơn hộ giá hộ hàng rất trở lại công ma giáo một đợt. Ngày thứ ba, ma giáo không còn chính diện tiến công, ngược lại chọn lựa quanh có chiến thuật, tiền hậu giáp kích phái hoa sơn, nhạc bất quần, ninh trung tắc và lệnh hồ sung mệt mỏi, chú ý trước không cách nào chú ý về sau, mắt thấy hoa sơn bại vong, kiếm tông ba người đột nhiên dết ra, vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng khí tông liên thủ chống cự ma giáo. Ngày thứ tư, trải qua ba ngày lực chiến, phái hoa sơn trên dưới người người mang thương, ngay cả nhạc bất quần cánh tay trái đều bị ma giáo trưởng lão chặt một kiếm cũng may một trận mưa lớn đột nhiên tới để song phương bị ép buộc ngưng chiến ngày thứ năm ma giáo quy mô tiến công từng lớp từng lớp giáo chúng không để ý sinh tử lao về phía phái hoa sơn lần này nhạc bất quần các loại hoa sơn trưởng bối cũng lấy ra liều mạng tư thế chuyên môn đối phó ma giáo trưởng lão nên trung tắc tăng thêm kiếm tông thành bất ưu và tùng bất khí đối đầu tứ đại trưởng lão võ công mạnh nhất nhạc bất quần và phong bất bình tìm tới thượng quan vân và đồng bách hùng một phen đại chiến song phương cũng bị chiếm được chỗ tốt rối rít bị thương trong đó đệ tử phái hoa sơn thương vong nặng nhất chết mấy cái môn nhân trong đó lệnh hồ sung thân trúng thất kiếm còn thà chết chứ không chịu khuất phục rất chấn phấn sĩ khí thật vất vả mới chống nổi một ngày ngày thứ sáu phái hoa sơn đã là nỏ mạnh hết đà thoi thóp chiến đến cuối cùng kiếm tông thành bất ưu suýt chút nữa bị giết phong bất bình và tùng bất khí phát điên, thế muốn kéo lên hai cái ma giáo trưởng lão chôn cùng, cái này mới miễn cưỡng vượt qua nguy cơ. Lúc này sáu ngày đã qua, ma giáo công Hoa Sơn tin tức chậm rãi tản ra, chính phái chi sĩ rối rít phái người chi viện Hoa Sơn, có thể bởi vì khoảng cách nguyên nhân, gần nhất một nhóm người còn muốn ba ngày mới có thể đến. Thế nhưng là phái Hoa Sơn đã sống không qua ngày thứ bảy. Nhạc bất quần trở tay cầm kiếm chống đỡ trên mặt đất, miễn cưỡng không để cho mình ngã xuống, bên cạnh hắn ninh trung tắc đã vô lực ngã xuống đất, trên người nhiều chỗ bị thương, cũng may đều là vết thương nhẹ, tạm thời không nguy hiểm cho sinh mệnh. Kiếm tông thành bất ưu nằm ở cách đó không xa, ngực bị bao hết thành bánh chưng, có thể máu tươi vẫn là không ngừng toát ra, nếu lại được không tới cứu chữa, chỉ sợ muốn mất máu mà chết. Phong bất bình và tùng bất khí hai người đang nhạc bất quần trước mặt ngăn cản đồng Bách Hùng và Thượng Quang Vân, phái hoa sơn đệ tử khác đa số mất đi sức chiến đấu, nửa nằm sau lưng nhạc bất quần. Ma giáo đã xuất lĩnh đại bộ đội đánh vào phái hoa sơn chính đường, bây giờ chỉ có phong bất bình, tùng bất khí và lệnh hồ sung còn có thể ngăn cản một hai, có thể mắt thấy cũng muốn không ngăn được. Nhạc bất quần không nghĩ tới phái hoa sơn sẽ vong tại trên tay mình, vừa mới bắt đầu hắn còn có chút oán hận kiếm tông ba người, không biết tự lượng sức mình đi trêu chọc ma giáo. Bây giờ nhạc bất quần cũng rốt cuộc không hận nổi, cái này hai thiên kiếm tông ba người vô số lần đã cứu mạng của hắn, liền nhạc bất quần cái này khí tông trưởng môn cũng nghĩ tới, hai phái còn có liên thủ ngăn địch một ngày. Thành bất ưu ngực cái kia suýt chút nữa đâm trúng trái tim một đau, chính là vì cứu ninh trung tắc, tùng bất khí tay trái gãy mất ba ngón tay vì cứu lệnh hồ sung, phong bất bình bên hông ba người kia huyết động vì cứu nhạc bất quần cái này khí tông trưởng môn. Ngay cả chính nhạc bất quần đều không nhớ rõ đã cứu kiếm tông ba người mấy lần. Có thể nói, kiếm khí hai tông trăm năm ân oán lúc này đã thành thoảng qua như mây khói bọn họ tổ sư gia nếu dưới suối vàng có biết nhất định mỉm cười cửu tuyên có thể hết thảy đều đã quá muộn phái hoa sơn hơn hai trăm năm cơ nghiệp hôm nay muốn vẽ xuống bỏ chỉ phu phong bất bình tùng bất khí và lệnh hồ xuân ngăn cản một đợt ma giáo tiến công về sau cũng đều lui xuống dưới bọn họ quá mệt mỏi liên tục chiến bảy ngày mệt mỏi liền kiếm đều cầm không nổi trên người áo bào đều sắp bị máu tươi nhuộm đỏ. Người của phái Hoa Sơn toàn bộ tụ tập tại nội đường trong nơi hẻo lánh, mà giáo tứ đại trưởng lão, Đồng Bách Hùng, Thượng Quan Vân, còn có mấy trăm ma giáo giáo chúng lúc này toàn bộ giữ tận nhìn chằm chằm người của phái Hoa Sơn, thật giống như một cái bị thương mảnh hổ nhìn chằm chằm con mồi. Cái này Bảy Thiên Ma giáo cũng không chịu nổi, mặc dù bọn họ chiếm cứ nhân số ưu thế, có thể Hoa Sơn từ xưa sơn phong kỳ hiểm, phái hoa sơn kinh doanh hơn 200 năm, cũng không tốt công. Tăng thêm nhạc bất quần và phong bất bình hai người võ công đủ để đứng vào giang hồ 10 vị trí đầu, mà giáo tấn công núi cũng bỏ ra đại giới. Tứ đại trưởng lão, hai đại đường chủ toàn bộ mang thương, nhất là thượng quan vân, con ngươi đều mù một cái, song phương đánh tới hiện tại, đã đánh nhau thật tình, nhật nguyệt thần giáo không đem phái hoa sơn chém tận giết tuyệt, thế nào xứng đáng những kia hy sinh giáo chúng. Nhạc bất quần, Ta muốn đem cặp mắt của ngươi chọc mù, tứ chi chém đứt, để ngươi tại vô tận kêu trên bên trong thống khổ chết đi." Thượng Quan Vân sờ mình đã mù mắt trái, hận hận đối với phái Hoa Sơn mọi người nói nói. "Ta người của phái Hoa Sơn sao lại tham sống sợ chết, coi như tự vận cũng sẽ không để ngươi ma giáo lăng nhục." Ninh Trung Tắc chống đỡ lấy kiếm miễn cưỡng đứng lên, nói: "Ninh nữ hiệp, không nghĩ tới ngươi người đẹp hết thời, còn phong vận vẫn còn." bản trưởng lão có thể không bỏ được để ngươi chết. Ma giáo tứ đại trưởng lão một trong đội ba, cười gằn nói. Vô sĩ ma giáo, cho dù chết ta cũng muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Nhạc bất quần cắn răng nghiến lợi đối với đám người ma giáo nói. Ha ha! Tan tam nương ngửa mặt lên trời cười to, nở nụ cười trang điểm lộng lẫy, đối với nhạc bất quần cười nói. Nhạc bất quần, thần giáo ta có là biện pháp để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được ngươi nữ nhi kia lớn như hoa như ngọc đúng là thần giáo ta chúng nam nhi thích nhất loại hình hứ nhạc linh sang phẫn hận phun một bãi nước miếng hận không thể ăn tan tam nương vừa rồi chính là cái này mà giáo trưởng lão đánh lén bị thương ninh trung tắc đáng tiếc vị hoa sơn này tiểu sư muội bây giờ cũng mệt mỏi nâng không nổi kiếm hôm nay hoa sơn tai kiếp khó thoát ta xem còn có ai có thể cứu ngươi nhóm đồng bách hùng nhất lên cử phủ liền muốn mệnh lệnh giáo chúng đem phái hoa sơn đám người loạn đao phân thay, nhưng không nghĩ một bóng đen lướt qua, chẳng biết lúc nào một người đứng ở phái hoa sơn tất cả mọi người trước mặt. Người này một đầu tóc đen, ba sợi râu dài theo gió phiêu lãng, rộng lượng áo bào chịu đựng gió núi diễn tấu, phiêu phiêu dục tiên, bề ngoài nhìn qua liền hơn 40 tuổi. Người nào, đồng bách hùng không nghĩ tới còn có người lớn đến gần hắn 10 bước khoảng cách, còn không đưa tới hắn phát hiện. Hoa Sơn kiếm tông Phong Thanh Dương. Người tới chính là Phong Thanh Dương, chẳng qua hôm nay Phong Thanh Dương nguyên bản trắng nõn râu tóc toàn bộ chuyển thành đen nhánh, bề ngoài nhìn qua liền tuổi hơn 40, Phong Bất Bình suýt chút nữa không nhận ra hắn cái này sư thúc. Phong Thanh Dương, ngươi còn chưa chết. Đồng Bách Hùng mặc dù không biết người trước mắt có phải hay không Phong Thanh Dương, chẳng qua liền một mình hắn, coi như thật là Phong Thanh Dương, lại như thế nào ngăn cản ma giáo mấy trăm giáo chúng hôm nay coi như thiên vương lão tử tới, cũng cứu không được hoa sơn. Thượng quan Vân cũng không quen biết phong thanh dương, hắn hiện tại chỉ muốn đem nhạc bất quần loạn đao phân thay, lấy báo hắn một mục đích mối thù. Vậy ta cũng phải thử một chút, hôm nay có thể hay không cứu phái hoa sơn. Vương Trung Tiến cười cởi mở cũng truyền vào phái hoa sơn trong chính sảnh đường. Trước mắt mọi người lần nữa một hoa, phong thanh dương bên người liền nhiều hơn nửa một người, tới phương thức đều như thế vừa nhìn thấy vương trung xuất hiện, mà giáo tứ đại trưởng lão, hai đại đường chủ tất cả đều lúng cúng bức. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhúng mùi máu tanh? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 47 Vô tâm trồng liễu Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Vương Trung vừa đến, người ma giáo toàn bộ cả kinh thất sắc, nhất là tứ đại trưởng lão, hai đại đường chủ, sắc mặt cũng bắt đầu phát xanh. Tiểu tử ngươi chỉ sợ sớm đã nhận được tin tức. Thế nào hiện tại mới tới, Phong Thanh Dương thấy được Vương Trung sẽ không có tức giận nói. Tung Sơn khoảng cách Hoa Sơn 800 dặm đường, tăng thêm tiểu tử còn có chút chuyện làm trễ nải, cũng may phái Hoa Sơn kiếm khí hai tông hòa hảo như lúc ban đầu, nếu không tiểu tử hối hận không kịp. Vương Trung chê cười nói. Hừ. Phong Thanh Dương cười lạnh nói. Còn không phải tiểu tử ngươi làm ra chuyện tốt, không sao chạy thế nào đến Hoa Sơn tới cùng Đông Phương bất bại quyết chiến là tiểu tử cân nhắc không chu toàn. Vương Trung không có cãi chạy cãi cối cái gì. Ta xem tiểu tử ngươi là nghĩ bức ta rời núi. Phong Thanh Dương tức giận nói. Phong Thanh Dương đoán đúng, Vương Trung khuyên tả lãnh thiền đem quyết chiến địa điểm chọn tại Hoa Sơn, chính là nghĩ bức phong thanh dương rời núi hắn sớm đoán được quyết chiến địa điểm tung ra ngoài về sau nhất định hấp dẫn người trong thiên hạ nhìn chăm chú phái hoa sơn sẽ gặp phải khó có thể tưởng tượng phiền toái phong thanh dương cái này hoa sơn kiếm tông người coi như coi lại phá hồng trần cũng không thể nào thấy phái hoa sơn diệt vong chẳng qua là để vương trung không kịp chuẩn bị chính là phong thanh dương dĩ nhiên thẳng đến cũng không xuất hiện cuối cùng nếu không phải hoa sơn kiếm tông ba đồ cùng nhạc bất quần tiêu tan hiềm khích lúc trước cùng nhau liên thủ thủ vệ Hoa Sơn, chỉ sợ phái Hoa Sơn trên dưới này lại sẽ không có người sống. Phong lão, ngươi đây là tu luyện khô vinh thiền công, vương trung thấy phong thanh dương trẻ tuổi 40 tuổi mặt, có chút không xác định nói. Còn không phải ngươi công phu hại người kia, để lão phu mấy ngày nay bế quan tu luyện, không có đã nhận ra phái Hoa Sơn nguy cơ, bằng không sao lại để nhật nguyệt thần giáo tại Hoa Sơn càng rỡ như thế. Vương Trung vừa nhắc tới, Khô Vinh Thiền Công, Phong Thanh Dương liền tức đến Phát Trung. Phía trước Vương Trung đem Khô Vinh Thiền Công giao cho Phong Thanh Dương, hy vọng trả lại hắn chỉ điểm chi ân, thế nhưng là Phong Thanh Dương khám phá Hồng Trần, chẳng qua là tùy ý lật nhìn liền trả lại cho Vương Trung. Võ công đến Phong Thanh Dương loại trình độ này, bất luận ngoại công vẫn là nội công đều đạt tới suy luận cảnh giới, mặc dù chỉ là tùy ý lật nhìn vài trang, Phong Thanh hay là vô tình bên trong nhớ kỹ Khô Vinh Thiền Công tinh yếu vốn phong thanh dương coi như nhớ kỹ, khô vinh thiền công, không luyện cũng không sao, có thể khô vinh thiền công, có một cái đặc tính, đối với tâm tính yêu cầu quá cao, chỉ có khám phá tà tướng nhân tướng, lĩnh ngộ, tứ đại giai không cảnh giới người mới có thể đại thành. Phong thanh dương đã sớm khám phá hồng trần, liền độc cô cửu kiếm đều có truyền thừa, tự nhiên tâm không lo lắng, ngoài ý muốn phù hợp khô vinh thiền công tu luyện ý cảnh. Hắn trong giấc mộng vô tình nhớ lại khô vinh thiền công, lòng có cảm giác trong cơ thể nội lực tự động đè xuống khô vinh thiền công lộ tuyến vận hành chẳng qua cả đêm công phu khô vinh thiền công tự động luyện thành hắn mái đầu bạc trắng bắt đầu xuất hiện chỉ đen sai khi luyện thành thần công phong thanh dương cũng không để ý nên ăn một chút nên ngủ ngủ rất không để trong lòng hào hứng tới liền luyện một ngày không nhớ nổi liền không luyện lại không nghĩ rằng như vậy càng phù hợp khô vinh thiền công chủ ý càng là không luyện công tiến triển càng nhanh chẳng qua mấy tháng công phu vậy mà luyện đến đại thành cảnh giới thân thể xuất hiện dị tượng dịch kinh tẩy tuỷ phản lão hoàng đồng thần công chính là có cá tính như vậy càng là để ý vượt qua dễ dàng tẩu hỏa nhập ma càng là không nhìn vượt qua dễ dàng đại thành chẳng qua khô vinh thiền công dịch kinh tẩy tuỷ phản lão hoàng đồng là có cái quá trình cũng không thể nói phản lão hoàng đồng liền phản lão hoàng đồng cũng nên cho thân thể một cái thời gian thích ứng mấy ngày nay người tu luyện sẽ tiến vào vô tưởng không phát hiện vạn pháp tịch diệt cảnh giới đối với ngoại giới không có gì tri giác vừa vặn khi đó chính là ma giáo quy mô công phái hoa sơn thời gian để phong thanh dương bỏ qua cứu viện thời gian bởi vì luyện công suýt chút nữa để phái hoa sơn bị diệt vừa nghĩ tới vương trung cho khô vinh thiền công là kẻ cầm đầu phong thanh dương có thể có sắc mặt tốt mới là lạ về phần vương trung bức phong thanh dương rời núi mục đích cũng rất đơn giản hắn chính là muốn đem giang hồ cái này bầy nước quấy đục. Tả lãnh thiền khiêu chiến đông phương bất bại, nhìn qua là hai người chuyện, thật ra thì lại là chuyện hai phái tình, thậm chí cả giang hồ và triều đình chuyện. Đông phương bất bại cái này giáo chủ ma giáo, thiên hạ đệ nhất cao thủ trên giang hồ địa vị tuyệt đối siêu nhiên, bao nhiêu người giang hồ muốn thấy một lần hắn phong thái, khả năng thấy qua hắn khuôn mặt thật người đều phải tam quan vỡ vụn, nhưng không nhìn được người khác khí cao ngũ nhạc minh chủ tả lãnh thiền cũng không phải người nào đều có thể thấy được hai cái giang hồ đại lão chung vào một chỗ nhân khí bạo rạp không thua gì hiện đại tứ đại thiên vương hoành không trên trời rơi xuống tả lãnh thiền và đông phương bất bại đánh một trận nhưng nói là giang hồ trăm năm khó gặp thời hoàng kim luận độ chú ý không thua bắt tống trong năm ngũ tuyệt hoa sơn luận kiếm giang hồ nhân sĩ muốn thấy quyết chiến phong thái cũng hợp tình hợp lý Triều đình tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thổi này. Nếu có thể một lần hành động đem thiên hạ đệ nhất cao thủ còn có ngũ nhạc kiếm phái Minh chủ diệt trừ, thậm chí tương lai Hoa sơn quan chiến võ lâm nhân sĩ tận diệt tự nhiên đạt đến triều đình suy yếu giang hồ mục đích. Vương Trung tự nhiên không thể để cho triều đình đắc ý, nhưng quyết chiến đang ở trước mắt, hắn thì có biện pháp gì đối phó triều đình cuối cùng? Vương Trung nhớ tới Phong Thanh Dương, chỉ cần đem hắn bức ra núi nhất định khả năng hấp dẫn triều đình một chút ánh mắt có hắn hỗ trợ tại ngày quyết chiến bảo vệ hoa sơn vương trung cũng có thể chia sẻ một chút áp lực nói thật vương trung tình nguyện cùng tả lãnh thiền đánh một trận tranh đoạt phái tung sơn quyền chủ đạo cũng không muốn giống như bây giờ tả lãnh thiền từ bỏ đại quyền chuyên tâm muốn đánh với đông phương bất bại một trận quyết chiến muốn cân nhắc vấn đề quá nhiều không phải hai người đóng cửa đánh một trận coi như xong phiền toái hơn chính là trước thời hạn để Vương Trung cùng triều đình đối mặt, áp lực có thể tưởng tượng được. Dựa theo Vương Trung Nguyên bản định là muốn dùng thời gian 5 năm, đem phái tung sơn phát triển lớn mạnh đến mức nhất định, sau đó lại cùng triều đình tách ra vật tay. Vương Trung hiện tại hy vọng nhất chính là, tả lãnh thiền có thể thoái ẩn giang hồ, giao ra phái tung sơn đại quyền, mình tại tung sơn dưỡng dưỡng già. Đáng tiếc tả lãnh thiền thái thượng đạo, hoàn toàn giao ra môn phái đại quyền, còn ngày giờ không nhiều, chuyên tâm muốn trước khi chết đánh liệt đánh một trận vương trung có thể làm sao chỉ có thể toàn lực giúp hắn hoàn thành nguyện vọng cái này hoàn toàn làm rối loạn vương trung kế hoạch về phần không cho tả lãnh thiền khiêu chiến đông phương bất bại vương trung cũng làm không được dù sao vương trung xuyên qua mới bắt đầu toàn dựa vào tả lãnh thiền nuôi dưỡng trưởng thành có thể nói cũng huynh diệt phụ tồn tại có thể nói không có tả lãnh thiền cũng không có ngày hôm nay vương trung cho nên luận buồn bực Vương Trung là phong thanh dương gấp 10, chẳng qua lại buồn bực cũng vô dụng, nên làm gì bây giờ chuyện còn muốn làm sao bây giờ. Vương Trung chỉ có thể cho tả lãnh thiền chùi điếc. Bình thường người buồn bực liền muốn tìm đồ phát tiết, lấy Vương Trung thực lực, trên giang hồ có thể để cho hắn phát tiết người không nhiều lắm, đám kia nhật nguyệt thần giáo người chính là tốt nhất phát tiết con đường. Phong lão, chúng ta trước liên thủ đuổi đi đám người này sau lại tự, như thế nào, Vương Trung cặp mắt tỏa ra nguy hiểm hàng mang phong thanh dương cũng là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận không có hảo ý quét qua nhật nguyệt thần giáo người kể từ phản lão hoàng đồng về sau phong thanh dương phát hiện lòng của mình cũng thay đổi tuổi trẻ lên không còn giống lúc đầu như vậy mục nát thiên hạ hôm nay coi như đông phương bất bại đích thân đến cũng không cách nào ngăn cản vương trung liên thủ với phong thanh dương cho nên người của ma giáo xui xẻo tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhúng mùi máu tanh. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 48 Tung Sơn khách tới. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Vương Trung liên thủ với Phong Thanh Dương, hai người đều tự tìm bên trên ma giáo trưởng lão và đường chủ. Phong Thanh Dương tìm tới chính là Đồng Bách Hùng, Vương Trung dẫn đầu tìm tới Thượng Quang Vân. Vương Trung một kiếm đi qua, Thượng Quan Vân liền thổ huyết bay ngược, cánh tay phải xương tay gãy xương, năm ngón tay khớp nối bị cự lực chấn vỡ, nửa đời sau chỉ sợ cũng không cách nào cầm binh khí. Phong Thanh Dương bên kia cũng không yếu thế, hắn phản lão hoàng đồng về sau, tổ chức thân thể thay đổi tốt hơn, ra chiêu thay đổi nhanh mạnh lên, càng có thể phát huy độc cô cửu kiếm quy lực, đồng Bách Hùng cũng là một chiêu không có nhận ở, bị Phong Thanh Dương nhìn trúng chiêu thức bên trong sơ hở, một kiếm đâm vào dưới nách, đồng bách hùng dưới nách trúng kiếm, trong tay cự phủ rốt cuộc không cầm nổi, phong thanh dương chưa buông tha hắn, cổ tay khinh động, kiếm khí quét ngang, đồng bách hùng cánh tay phải liền bay đến giữa không trung. Tứ đại trưởng lão mắt thấy võ công tại trên bọn họ đồng bách hùng và thượng quan vân, một chiêu liền phế đi, lập tức sợ, lập tức chào hỏi thủ hạ vây công phong thanh dương và vương trung. Lần này đánh vào phái hoa sơn thần giáo giáo chúng chừng hơn ngàn, tấn công núi bảy ngày tiêu hao không ít, chẳng qua liền 900 số lượng. Vương Trung và Phong Thanh Dương đối mặt hơn 900 người, hình như con kiến lây cây, kỳ thực không sợ hãi chút nào, ngược lại hào tình vạn trượng. Phong lão nhìn một chút chúng ta người nào giết ma dậy dết nhiều. Vương Trung hai tay cầm kiếm, thi triển Tung Sơn kiếm pháp, xông vào ma giáo giáo chúng bên trong. Tung Sơn kiếm pháp, đại khai đại hợp, thi triển ra giống như trường thương lớn tiễn, thích hợp nhất chiến trường. Vương Trung kiếm ý thẳng tiến không lùi, càng là chiến trường lợi khí, hai bên cùng phối hợp lực sát thương kinh khủng tuyệt luân. Phong Thanh Dương cũng không cam chịu yếu thế, độc cô cửu kiếm sát nhập vào đám người, so với dết tốc độ của con người cũng không so với Vương Trung chậm. Hai người đều tinh thông, độc cô cửu kiếm chuyên môn tìm đối thủ sơ hở, trường kiếm đâm vào đối phương khe hở, lấy ít nhất đại giới phát huy mạnh nhất lực sát thương, vết giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo người ngã ngựa đổ nhắc tới chút ít giáo chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo, võ công đa số không cao, đa số người cũng là luyện qua mấy năm võ nghệ, qua quyết bình bình vô cùng, ở đâu là Phong Thanh Dương và Vương Trung hai cái này võ đạo đại sư đối thủ. Võ công đạt tới cảnh giới nhất định về sau, nhân số ưu thế từ từ giảm bớt, cao thủ coi như đối mặt đại quân cũng không hề sợ hãi, càng có thể giết bảy vào bảy ra, ung dung rời đi. Đương nhiên nhân lực có lúc hết, một người không thể nào giết thiên quân vạn mã, nếu là bị vạn người vây công, cũng chỉ có bại vong một đường, chẳng qua cao thủ đánh không lại cũng có thể chạy, trừ phi nguyên nhân đặc thù, nếu không rất khó lâm vào vạn quân vây khốn tử cục. Năm đó những năm cuối năm tống, mông cổ trăm vạn đại quân vây khốn tương dương, còn không phải để thần điêu đại hiệp dương quá chém thủ thành công, giết một vị mông cổ đại hãn. Võ giả lợi hại nhất chính là thi triển trảm thủ hành động. Vương Trung và Phong Thanh Dương cũng hiểu mình không thể nào gần ngàn ma giáo đệ tử giết, cho nên chuyên môn tìm tiểu đầu một xuất thủ, chỉ cần những này cốt cán chết, không có người thống lĩnh giáo chúng chính là năm bè bảy mảng, dễ dàng sụp đổ. Mà giáo tứ đại trưởng lão dẫn đầu xui xẻo, bị vương trung và phong thanh dương đuổi theo đánh, rất nhanh bị hố ba cái, chỉ có một cái tan tam nương trốn khỏi một mạng, nhưng cũng lưu lại một tay nắm. Bị thương đồng Bách Hùng và Thượng quan Vân mắt thấy dấu hiệu thất bại đã hiện, quyết định thật nhanh hạ lệnh rút lui, mà giáo để lại đầy mặt đất thi thể về sau, Phái Hoa Sơn nguy hiểm lập giải, nguy cơ giải trừ. Nhạc Bất Quần mang theo Phái Hoa Sơn những người còn lại tới trước bái kiến Phong Thanh Dương vị sư thúc này. Miễn đi. Phong Thanh Dương ngăn trở Nhạc Bất Quần lễ bái, lão phu dù sao cũng là Phái Hoa Sơn người. Lần này Hoa Sơn nguy hiểm, may mắn mà có Kiếm Tông bất kể hiểm khích lúc trước tương trợ, Nhạc Bất Quần khắc trong tâm khảm, mời được Phong sư thúc trọng trưởng Hoa Sơn nhạc bất quần chủ động từ bỏ hoa sơn đại quyền, ngoài vương trung dự liệu. Phong sư thúc, bây giờ hoa sơn bách phế đại hưng, ngươi là bối phận cao nhất người, lẽ ra chấp trưởng hoa sơn. Phong bất bình đương nhiên hy vọng phong thanh dương có thể ngồi lên hoa sơn chức trưởng môn, để kiếm tông nhập chủ hoa sơn. Không nghĩ tới một trận đại loạn, hoa sơn suýt chút nữa hủy diệt, các ngươi còn để ý cái gì kiếm khí có khác. Phong Thanh Dương thất vọng nói vì quyền lợi kiếm khí hai tông trả giá cao quá lớn. Nhạc bất quần và phong bất bình lẫn nhau nhìn thoáng qua, không khỏi cúi đầu. Phong lão, theo ta trưởng môn sư huynh cùng đông phương bất bại ngày quyết chiến tiện cận, phái hoa sơn chỉ sợ sẽ không thái bình, trừ phi có ngươi như vậy đại tông sư trấn giữ, nếu không khó tránh khỏi hủy diệt nguy hiểm. Tiểu tử ngươi rốt cuộc tính toán điều gì, phong thanh dương tức giận đối với vương trung hỏi. Vương Trung cười không nói, phong thanh dương nhìn thấu hắn có chuyện cần nói riêng nhưng không có lại buộc hắn cuối cùng hoa sơn trưởng môn vẫn là nhạc bất quần tiếp tục làm kiếm tông ba người trở thành tam đại trưởng lão phong thanh dương trở thành thái thượng trưởng lão cơ bản không làm chuyện gì chẳng qua là sung làm phái hoa sơn linh vật cũng không nên xem thường phong thanh dương cái này linh vật hắn không chỉ có võ công cao bối phận cao hơn phương chứng và xuân hương nhìn thấy hắn đều phải kêu một câu tiền bối có cái này định Hải thần châm tại Hoa Sơn, không có gì hạng giá áo túi cơm dám đến đảo loạn. Phái Hoa Sơn mặc dù cấp cao thực lực đại tiếng, đáng tiếc thấp bối đệ tử ở trong lần đại kiếp nạn này tử thương hầu như không còn, Nhạc Bất Quần muốn lần nữa chấn hưng Hoa Sơn, nhất định lại chiêu thu đệ tử, không phải bồi dưỡng 20 năm trở lên không thể. Cho nên tính qua tới, trong thời gian ngắn, Phong Thanh Dương và Kiếm Tông gia nhập đối với phái Hoa Sơn mà nói ảnh hưởng cũng không lớn, nếu nghĩ lớn mạnh đó cũng là 20 năm chuyện sau này. Tung Sơn Bình nhất chỉ là tả lãnh thiền bắt mạch về sau, nhắm mắt cẩn thận suy tư một hồi, sau đó mới mở mắt. Tả trưởng môn thân thể tạm thời không việc gì, mấy ngày nay phục dụng lão phu canh tề về sau, lục phủ ngũ tạng hàng độc không có tiếng một bước chuyển biến xấu, 15 tháng 8 trước, nhất định có thể để thể năng nằm ở trạng thái đỉnh phong. Tả lãnh thiền thu hồi tay trái, đối với bình nhất chỉ ông quyền cười nói, đa tạ bình đại phu những ngày qua tỉ mỉ chăm sóc, tạ mổ vô cùng cảm kích. Không cần như vậy, lão phu cứu không được ngươi, làm thầy thuốc đã thất trách, huống hồ phía trước đáp ứng sư đệ ngươi, đương nhiên sẽ không béo nhờ nuốt lời. Bình nhất chỉ thu hồi cái hầm thuốc, sau đó lấy ra một bộ phương thuốc tới. Lão phu điều chỉnh một chút phương thuốc, tạ trưởng môn thử trước một chút, ngày mai nhìn một chút hiệu quả như thế nào, lão phu lại đi điều chỉnh. Mấy ngày nay, bình nhất chỉ một mực căn cứ tả lãnh thiền tình trạng cơ thể dùng thuốc cần phải đem hắn trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong để trong cơ thể hắn hàng độc sẽ không ảnh hưởng đánh với đông phương bất bại một trận làm theo thông lệ về sau bình nhất chỉ liền cáo từ rời khỏi trở về phòng nghỉ ngơi thuận tiện lại đảo lộn một cái sách thuốc nhìn có biện pháp gì hay không tốt hơn điều lý tả lãnh thiền thân thể bình nhất chỉ gian phòng nằm ở phái tung sơn hướng đông nam là thượng hạng phòng khách bình thường còn có hai vị gã sai vặt hầu hạ hắn chẳng qua bình thường buổi tối bình nhất chỉ thích một chỗ xem sách gã sai vặt sẽ không quấy rầy hắn làm bình nhất chỉ đẩy ra cửa phòng mình đã nhìn thấy một cái bóng đen ngồi ở bên trong phòng của mình bình nhất chỉ ngươi thật là làm cho bản tọa dễ tìm ngươi nói chuyện mái tóc màu đen rối tung trên vai hai con ngươi hổ hổ sinh uy khiến người ta không dám nhìn thẳng nhậm giáo chủ xuất hiện tại bình nhất chỉ người trước mặt đúng là nhậm ngã hành bình nhất chỉ ngươi lập tức cùng bản tọa rời khỏi tung sơn nhậm ngã hành bá đạo nói nhậm giáo chủ vừa tới vì sao muốn đi thế nhưng là phái tung sơn ta chào hỏi không chu toàn lúc này tả lãnh thiền âm thanh từ ngoài phòng truyền đến tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhúng mùi máu tanh. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 49 Đại hàng băng trưởng lực Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Nhậm ngã hành sau khi trốn ra Mai Trang Cũng không trực tiếp đi hát mộc nhai tìm đông phương bất bại tính sổ Mà là cất giấu lên một bên hồi phục thể lực Một bên hỏi thăm nhật nguyệt thần giáo tình hình gần đây Bị giam cầm dưới đáy Tây Hồ 12 năm không thấy ánh mặt trời nhậm ngã hành ước chừng thích ứng nửa tháng về sau, thân thể mới hoàn toàn khôi phục bình thường, sau đó ngựa không ngừng vó triệu tập bộ hạ cũ, hy vọng trọng trưởng nhật nguyệt thần giáo đại quyền. Đáng tiếc nhậm ngã hành năm đó làm giáo chủ thời điểm, tính cách tàn bạo, thủ đoạn khốc liệt, rất không được ưa chuộng, bằng không cũng sẽ không bị đông phương bất bại âm mưu sáng vị. Sau 12 năm còn đuổi theo hưởng ứng hắn hiệu triệu người chỉ có một cái, quan minh tạ sứ hướng vấn thiên hướng vấn thiên mặc dù tại nhật nguyệt thần giáo địa vị tôn sùng đáng tiếc hắn là nhậm ngã hành đáng tin nhậm ngã hành bị tù về sau đông phương bất bại đối ngoại tuyên bố hắn tin chết sau đó hướng vấn thiên bị đông phương bất bại xa lánh thật sớm đuổi ra khỏi hắc mộc nhai vị này quang minh tả sứ từ đầu đến cuối đều không tin nhậm ngã hành đã chết trong bóng tối một mực tuần tra nhậm ngã hành hạ lạc lại không nghĩ rằng chính nhậm ngã hành trốn ra mai trang hai người gặp nhau về sau trước tiên liền đi tìm nhậm ngã hành nữ nhi nhậm doanh doanh, còn có chính là tuần tra, tam thi não thần đang chuyện. Thông qua giang nam tứ hữu miệng, nhậm ngã hành biết đến đông phương bất bại vì nắm trong tay thần giáo đại quyền, không tiếc cho tất cả trưởng lão, đường chủ, hương chủ cho ăn, tam thi não thần đang nếu là không có giải dược, coi như nhậm ngã hành trọng trưởng thần giáo đại quyền, cuối cùng cũng chỉ có thể là cái quan can tư lệnh. Nhậm ngã hành, hướng vấn thiên và nhậm doanh doanh ba người hợp lại mà tính, việc cấp bách là tìm ra tam thi não thần đang giải dược cho nên bọn họ nhớ tới giang hồ đệ nhất thần y bình nhất chỉ thiên hạ cũng chỉ có hắn có thể nghiên cứu ra tam thi não thần đang giải dược thế nhưng là ba người chạy tới mở ra bình nhất chỉ đã bị vương trung mời đến phái tung sơn là tả lãnh thiền xem bệnh cũng may bình nhất chỉ hành tung không phải bí mật kẻ tài cao gan cũng lớn nhầm ngã hành quyết định tự mình đi đến phái tung sơn tìm bình nhất chỉ không nghĩ tới người tìm được nhằm ngã hành hành tung cũng bị tả lãnh thiền biết được. Tại phái tung sơn địa giới, có thể giấu giếm được tả lãnh thiền chuyện không nhiều lắm, nhằm ngã hành mặc dù võ công tuyệt thế, tìm nhập phái tung sơn đều không người biết được, nhưng hắn nữ nhi nhằm doanh doanh lại không được, rất nhanh bị tả lãnh thiền phát hiện. Nhậm ngã hành ra bình nhất chỉ gian phòng, sau đó liền thấy tả lãnh thiền nắm lấy con gái mình nhậm doanh doanh, một mặt mỉm cười nhìn hắn. 13 năm không thấy, nhậm giáo chủ phong thái vẫn như cũ tả lãnh thiền đem nhậm doanh doanh buông ra, mặt nàng chạy trở về nhậm ngã hành bên người. Con muốn cảm tạ tả trưởng môn tốt sư đệ, bằng không bản tọa cũng không biết lúc nào có thể lại thấy ánh mặt trời. Nhậm ngã hành lời ấy có chăm ngòi chi ý. Tứ sư đệ trước đó vài ngày nói cho ta biết nhậm giáo chủ còn tại nhân thế, tả mổ thế nhưng là vui vẻ thật lâu. Tả lãnh thiền một mặt chân thành nói tả trưởng môn không phải nghĩ bản tọa chết sớm một chút sau ngủ nhạc liền sẽ thiếu một địch nhân. Nhậm ngã hành đem nhậm doanh doanh bảo hộ ở phía sau. Năm đó tả mổ thua ở nhậm giáo chủ hấp tinh đại pháp dưới, 13 năm tới một ngày không dám quên đi, nhậm giáo chủ thế nhưng là để tả mổ nhớ vô cùng. Tả lãnh thiền hướng phía bên phải đầu tường nhìn lướt qua, sau đó cười nói. Thiên vương lão tử từ trước đến nay ngày, không sợ trời không sợ đất, hôm nay làm sao làm chút ít trọng đạo chuyện tới. Bên phải đầu tường bóng đen lóe lên, một người rơi xuống nhậm ngã hành bên người, khinh công cực kỳ ghê gớm, người này đúng là ngoại hiệu thiên vương lão tử hướng vấn thiên. Tả trưởng môn nhiều năm không thấy, võ công tiến bộ nổi bật. Hướng vấn thiên đối với tả lãnh thiên cười lạnh nói, một điểm không có bóc trần bộ dạng lúng túng. Vừa rồi nhậm doanh doanh trong lúc vô tình bị tả lãnh thiền phát hiện hành tung, hướng vấn thiên lại ở lân cận, vừa mới chuẩn bị nghĩ cách cứu viện thời điểm tả lãnh thiền đã thi triển phích lịch thủ đoạn bắt được nhầm doanh doanh, nhanh đến hướng vấn thiên tất cả phản đáp lại không tới. Sau đó hướng vấn thiên một mực tìm phục tại tả lãnh thiền phụ cận, muốn tìm cơ hội cứu ra nhầm doanh doanh, thật không nghĩ đến sớm đã bị tả lãnh thiền phát hiện hành tung. Ba vị đêm khuya tìm nhập phái tung sơn ta, không biết có gì muốn làm tả lãnh thiền đối mặt nhầm ngã hành ba người, vẫn luôn là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, cùng nhậm ngã hành trong trí nhớ bá đạo người xếp đặt rất không giống nhau. Bình nhất chỉ là thần giáo ta người, bản tọa chuyên tới để mang theo hội giáo. Nhậm ngã hành đè xuống nghi hoặc trong lòng, nói với tả lãnh thiền. Bình đại phu lại là nhật nguyệt thần giáo người, tả mổ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tả lãnh thiền nhìn về phía bình nhất chỉ nói. Bình đại phu nguyện ý cùng nhậm giáo chủ về thần giáo sau, bình nhất chỉ do dự, nói thật. Hắn nguyên bản đúng là nhật nguyệt thần giáo người, Nhằm ngã hành cầm quyền thời điểm làm việc càng ngày càng cuồng bạo, hắn đã có thối lui ra khỏi thần giáo chi tâm, sau đó đông phương bất bại thượng vị về sau, trắng trận loại bỏ đối lập, bình nhất chỉ lúc này mới thuận nước đẩy thuyền rời khỏi hát mộc nhai, thật vất vả qua hơn 10 năm tiêu giao thời gian, bây giờ không muốn lần nữa về tới thị phi. Trong vòng, tả lãnh thiền nhìn thấu bình nhất chỉ do dự, cũng không muốn hắn làm khó, đem hắn kéo ra phía sau. Bình đại phu tới phái tung sơn ta là tả mổ xem bệnh, bệnh không có tốt phía trước, không sẽ cùng bất kỳ kẻ nào xuống núi. Tả lãnh thiền chuẩn bị bảo vệ bình nhất chỉ. Hừ. Tả lãnh thiền, ngươi người sư đệ kia đã xuống núi, ngươi cho rằng bằng vào ngươi có thể ngăn cản bản tòa sau 13 năm trước. Tả lãnh thiền chính là bài tướng dưới tay nhầm ngã hành, hắn chỉ là sợ vương trung liên thủ với tả lãnh thiền, cho nên mới sẽ lựa chọn một cái vương trung rời khỏi cơ hội tìm nhập phái tung sơn nhậm ngã hành làm người tự đại, lại không cùng vọng, hắn liền cố kỵ vương trung liên thủ với tả lãnh thiền, đơn độc đối mặt một người, hắn tuyệt không lùi bước. Nhậm giáo chủ, tả mộ vốn không nguyện đồng thủ với ngươi, dù sau 15 tháng 8 đánh một trận, đối với tả mổ rất quan trọng. Tả lãnh thiền xong trưởng bày ở trước người, tự tin nói. Chẳng qua nếu nhậm giáo chủ có hứng thú, tả mổ liền bồi ngươi chơi đùa nguyên bản một mực bình hòa tả lãnh thiền đột nhiên tỏa ra lạnh lẽo thấu xương, thật giống như mùa đông khắc nghiệt, băng sương trên trời rơi xuống. Nhậm ngã hành phát hiện không khí chung quanh dị tượng, lông mày không khỏi nhíu lại. Sau 13 năm tả lãnh thiền, cùng lúc trước rất không giống nhau. Nhậm giáo chủ, cái này 13 năm tới tả mổ là ứng phó các hạ hấp tinh đại pháp, tự chế một bộ hàng băng chân khí, mời được giáo chủ hảo hảo đánh giá. Tả lãnh thiền tâm niệm cùng nhau, trong đan điền nguyên bản bình hòa toàn bộ nội lực hóa thành chí âm gây nên rét lạnh hàng băng chân khí, toàn thân khí khiếu tỏa ra thấu xương hàng khí. Nhậm ngã hành là võ đạo đại sư, thấy một lần tả lãnh thiền quanh thân tình huống khác thường, liền biết hắn cái này 13 năm tiến bộ cực lớn, võ công chỉ sợ không kém vương trung. Nhậm giáo chủ, tiếp ta chiêu này đại hàng băng trưởng. Tả lãnh thiền chủ động đánh ra, một trưởng phong tỏa nhậm ngã hành đường lui, rét lạnh trưởng lực đông kết không khí, nhậm ngã hành hô hấp đều phun ra sương trắng. Chả lẽ lại sợ ngươi? Nhậm ngã hành cuồng ngạo đã quen, sao lại sợ tả lãnh thiền, cũng là một chưởng vung ra. Liều mạng chưởng lực, thấy thế nào đều là người mang trăm năm nội lực nhậm ngã hành chiếm ưu. Hai chưởng rất nhanh gặp nhau, một tiếng vang thật lớn về sau, nhậm ngã hành liên tục lui về phía sau, bàn tay càng là thanh bạch dọa người. Tả lãnh thiền cũng bị nhậm ngã hành trăm năm nội lực đẩy lui, chẳng qua so với nhậm ngã hành ung dung một điểm. Thuần so đấu trưởng lực, nhậm ngã hành nội lực thâm hậu, trưởng lực nặng nề, tự nhiên chiếm cứ ưu thế, chẳng qua tả lãnh thiền đại hàng băng trưởng cũng không kém. Đại hàng băng trưởng là tả lãnh thiền căn cứ hàng băng chân khí đặc tính, dung nhập đại tung dương trưởng tinh túy mà sáng tạo. Trưởng lực âm hàng thấu xương, người trúng như rơi rét lạnh địa ngục, quy lực tuyệt không thể so sánh cuối thời nhà nguyên lúc huyền minh thần trưởng kém. Nhậm ngã hành chính là không ngờ tới đại hàng băng chưởng như vậy rét lạnh, trong lúc vô tình ăn một cái ám khuy. 13 năm không gặp, nhậm giáo chủ công lực hình như không có gì tiến triển. Tả lãnh thiền đối với nhậm ngã hành trêu đùa. Hừ. Nhậm ngã hành bằng vào mạnh mẽ công lực đem đại hàng băng chưởng âm hàng chưởng lực bài xuất bên ngoài cơ thể, toàn thân khí thế ngưng tụ tới cực điểm, rốt cuộc bắt đầu coi trọng tả lãnh thiền tới ngươi cũng tới tiếp ta một chiêu tuyền cơ chỉ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhúng mùi máu tanh? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 50 Không với cao nổi Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Kể từ tại dưới đáy Tây Hồ cùng Vương Trung sau khi giao thủ, nhậm ngã hành liền phát hiện bản thân nhược điểm. Trong khoảng thời gian này hắn trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc để hắn luyện thành một bộ chỉ pháp, đền bù bản thân không đủ. Có hấp tinh đại pháp, nhậm ngã hành nội công có một không hai đương thời, khả năng hoàn mỹ khống chế nội lực không đủ năm thành, đối phó võ lâm cao thủ, nhậm ngã hành cuồng mảnh nội lực đổi đi qua là được, nhưng nếu đụng phải loại đó trong ngoài hợp nhất, võ công tinh thâm hạng người, hấp tinh đại pháp liền không có đất dụng võ, rất gân gà. Vì thế, nhậm ngã hành một mực khổ tư, như thế nào mới có thể đem mình một thân công lực phát huy ra, bởi vì hấp tinh đại pháp thuộc về nội công, nhậm ngã hành chỉ có thể từ ngoại công hạ thủ. Thế gian ngoại môn công pháp giống như hằng hà sa số, thiếu lâm đều có 72 tuyệt kỹ, chính nhậm ngã hành luyện thành đều có hơn 10 chủng, cao thấp không giống nhau. Nhậm ngã hành khổ tư một tháng, cuối cùng từ mình biết võ công bên trong, lấy ra một bộ tuyền cơ chỉ, để mà phối hợp mình thâm hậu đến cực điểm công lực. Tuyền Cơ chỉ công pháp này truyền cho Nhật Nguyệt thần giáo, không lấy chiêu thức tăng trưởng, mà là chỉ kinh vi tôn. Hình dạng xoắn ốc chỉ lực rất có lực xuyên thấu, lấy điểm phá diện, uy lực vô cùng. Môn chỉ pháp này mặc dù uy lực cực lớn, nhưng đối với người tu luyện yêu cầu cực cao, nhất định có hùng hậu công lực, tinh thâm lực khống chế, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên thần giáo không có mấy người luyện thành nhậm ngã hành không hổ là võ đạo kỳ tài lúc tuổi còn trẻ liền luyện thành bộ tuyệt học này thế nhưng là sau đó nghiên cứu hấp tinh đại pháp thời gian dần trôi qua buông xuống môn võ công này vài ngày trước nhậm ngã hành bị vương trung đã kích giờ mới hiểu được mình nội công mặc dù hùng hậu nhưng không cách nào phát huy ra cũng vô dụng cho nên lại nhặt lên môn chỉ pháp này về phần tu luyện tuyền cơ chỉ hai đại cửa ải khó khăn nội lực nhậm ngã hành thứ không thiếu nhất lực khống chế hắn cũng thích hợp dù sao cũng là một đời tông sư, nhằm ngã hành nội lực không cách nào toàn bộ không phát huy được bởi vì lực khống chế không đủ, mà là nội lực của hắn quá mức khổng lồ, chỉ cần hắn có thể khống chế ba thành lực, cũng đủ để tạo thành kinh khủng lực sát thương. Tả lãnh thiền dẫn đầu lãnh hội bộ này chỉ pháp kinh khủng. Chỉ thấy nhậm ngã hành lăng không hư điểm, phát ra sưu sưu tiếng xé gió, hình dạng xoắn ốc, tuyền cơ chỉ như con gãy bắn về phía tả lãnh thiền, bức hắn không thể không na di phương vị, tránh né nhậm ngã hành chỉ lực. Nhậm ngã hành công lực thâm hậu, căn bản không nhớ tiêu hao, tuyền cơ chỉ phát một đạo lại một đạo, không lớn trong viện bị đánh mấp mô, nếu không phải tả lãnh thiền khinh công không tệ, sớm đã bị đánh thành cái sàn. Người luyện võ có thể phát ra phá không kình khí, đã siêu cấp cao thủ, liền giống vương trung, đại tung dương trưởng sức lực có thể thấu thể ba trường đã thương địch thủ, trên giang hồ có thể làm được không đủ năm người. Thấu thể công kích đối nội công và ngoại công yêu cầu rất cao, chỉ có những kia trong ngoài như một võ giả, có thể đem khí kình thấu thể lao ra, tạo thành lực sát thương. Thế nhưng là thấu thể khí kình nội lực tiêu hao cực cao, lấy vương trung làm ví dụ, hắn đem hết toàn lực tối đa có thể phát ra lăng không mười chưởng, sau mười chưởng hắn tất nội lực khô kiệt, cho nên bình thường đối địch, lăng không khí kình chỉ có thể làm ra xuất kỳ bất ý hiệu quả, không thể dùng tới thường quy tấn công địch nhưng có một loại người lại không ở trong đám này, loại người như vậy chính là nhầm ngã hành như vậy luyện qua hấp công pháp môn, trong cơ thể nội lực nhiều không dùng hết, có thể không nhìn tiêu hao, không ngừng chuyển vận. Lúc này nhầm ngã hành liền hướng về phía tả lãnh thiền biểu diễn một chút, cái gì là hình người súng máy, mặc dù tả lãnh thiền không biết súng máy là cái gì nhầm ngã hành, tuyền cơ chỉ liền giống súng máy, không ngừng hướng tả lãnh thiền bắn đi qua, cũng không cần lo lắng đạn hết sạch. Đối mặt dày đặc hỏa lực, tả lãnh thiền chỉ có thể lựa chọn bị động né tránh, cũng may nhầm ngã hành chỉ lực phá vỡ không khí, động tĩnh quá lớn, dấu vết đi thẳng về thẳng, chỉ cần trước thời hạn cảm giác, không khó tránh đi. Lấy tả lãnh thiền khinh công và năng lực phản ứng, nhầm ngã hành hỏa lực mặc dù dày đặc, nhưng đến hiện tại còn chưa làm bị thương hắn một cọng tóc gáy. Truyền thuyết đại lý đoàn thị, lục mạch thần kiếm, có thể phát vô hình kiếm khí, quy lực còn tại, tuyền cơ chỉ, phía trên, càng là vô hình vô chất, biến ảo đa dạng khiến người ta khó lòng phòng bị tuyền cơ chỉ so sánh cùng nhau kém xa tích tắp hắn uy lực đã không kịp kiếm khí phạm vi bao trùm chỉ có ba trượng ba trượng về sau uy lực giảm nhanh đánh trúng người cũng không gây thương tổn được người thêm nữa chỉ lực lướt qua không khí nổ vang rất dễ dàng bị người phát hiện tả lãnh thiền liền rất nhanh thích ứng tuyền cơ chỉ nhảy vọt ở giữa thời gian dần trôi qua tiếp cận nhậm ngã hành nhậm ngã hành không hổ là võ đạo kỳ tài, tuyền cơ chỉ càng dùng càng quen, vượt qua dùng uy lực càng lớn, trong cơ thể nguyên bản không cách nào khống chế nội lực cũng càng thấy hoạt bát, làm tả lãnh thiền khoảng cách nhậm ngã hành không đủ năm bước khoảng cách, nhậm ngã hành hét lớn một tiếng, mười ngón liên phát, mười đạo phá không chỉ lực hợp thành một đạo lưới lớn bọc lại tả lãnh thiền. Một chiêu này là tuyền cơ chỉ bên trong sát chiêu, tuyền dết lưới cướp. Tả lãnh thiền khoảng cách nhậm ngã hành quá gần, đã không cách nào tránh đi, nhưng hắn dứt khoát không tránh, đại hàng băng trưởng liên tục đánh ra, mỗi một kích đều chuẩn xác đánh trúng vào nhầm ngã hành một đạo chỉ lực. Nhầm ngã hành rất nhanh phát hiện trước mắt mình nhiều mười đạo băng trụ, hóa thành một đạo băng lưới. Tả lãnh thiền hàng băng chân khí vậy mà đem tuyền cơ chỉ lực đông kết. Nhầm giáo chủ, ngươi còn muốn tiếp tục sao, tả lãnh thiền chủ động lui về phía sau, cũng không thừa thắng xông lên nhậm ngã hành nhìn lướt qua cách đó không xa bình nhất chỉ, lại liếc mắt nhìn phía sau mình nhậm doanh doanh, hiểu mình hôm nay sợ rằng không cách nào đem bình nhất chỉ mang đi. Đi. Nhậm ngã hành không hổ là cái kiêu hùng, phát hiện chuyện không thể làm, lập tức rút lui, không chút nào dây dưa dài dòng. Tả lãnh thiền thật ra thì cũng muốn lưu lại nhậm ngã hành, chẳng qua vậy tất nhiên càng lớn hơn động can qua, có thể sẽ ảnh hưởng hắn 15 tháng 8 đánh với Đông Phương bất bại một trận trạng thái nhậm ngã hành vừa đi bình nhất chỉ liền vọt tới tả lãnh thiền trước mặt nắm lấy tay hắn vì đó bắt mạch bình đại phu yên tâm tả mổ vừa rồi cũng không vọng động chân khí hàng độc cũng không khuếch tán bình nhất chỉ bắt mạch về sau thở phào nhẹ nhõm cũng may nhậm ngã hành cũng không liều chết nếu không ngươi vận công quá kịch tất phải để nguyên bản ổn định hàng độc khuếch tán tả lãnh thiền cười khẽ lắc đầu nói hiện tại nhậm ngã hành còn không thể để ta lấy ra toàn lực nhậm ngã hành mang theo nữ nhi nhậm doanh doanh phi tóc chạy tới dưới chân tung sơn, cũng nhìn không được nữa phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi vừa vặn ra khỏi miệng liền kết thành vụn băng. Cha! Nhậm doanh doanh thấy một lần nhậm ngã hành thổ huyết, thất kinh. Giáo chủ! Hướng vấn thiên cho rằng nhậm ngã hành bị nội thương, vừa định tiến lên vì hắn vận công chữa thương, lại bị nhậm ngã hành ngăn trở. Khá lắm hàng băng chân khí, khá lắm tả lãnh thiên nhậm ngã hành phun ra một ngụm hàng khí, hận hận nhìn về phía phái tung sơn phương hướng. Vừa rồi tả lãnh thiền một chiêu cuối cùng đông kết, tuyền cơ chỉ sức lực, còn giấu giếm một đạo vô hình ám kình, nhậm ngã hành nhất thời không tra xét, bị tả lãnh thiền đạo này vô hình lăng không ám kình gây thương tích, bây giờ trong kinh mạch giấu giếm một đạo hàng băng chân khí, không thể khu trừ. Tả lãnh thiền đạo ám kinh này, so với tuyền cơ chỉ chỉ lực mạnh mẽ gấp mấy lần, thêm nửa vô hình vô chất, khó lòng phòng bị nghĩ đến tả lãnh thiền cũng là cố ý, nhậm ngã hành phát cái kia nhiều nói lăng không chỉ lực đều không đã thương được tả lãnh thiền, tả lãnh thiền vẫn còn hắn một đạo liền đem hắn đã thương, võ công lập tức phân cao thấp. Cho nên nhậm ngã hành tâm tình bây giờ có thể tưởng tượng được. 13 năm trước tả lãnh thiền là bại tướng dưới tay nhậm ngã hành, nói thật, nhậm ngã hành cũng bị để mắt hắn, sau 13 năm, tả lãnh thiền để nhậm ngã hành không với cao nổi. Tông môn có đệ tử tấu hài không hạng cuối, vô sĩ vô cực độc cười bung chỉ cười văn cái nết ra ngoài tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả